Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Thấy vậy, Kiêm Hà vội vàng tách thành hai huyễn ảnh để hỗ trợ, phân thần đánh lạc hướng, bổn tôn gặp phải sự hợp lực tấn công từ vương giả, dũng sĩ khiến phần lưng trọng thương, đến mức trông thấy cả xương, sinh cơ trong trước mắt đã mất đi một nửa. Trên không, Khương Tuyết Dương sử dụng thần niệm, liên tục giải phóng đông phong sinh truyền ngọn gió hồi phục xuống để chữa lành vết thương cho các chiến binh ma đạo, nhưng một lượng thương vong lớn xuất hiện, ngọn gió hồi phục của cô giống như hạt muối bỏ bể vậy, không hề làm giảm áp lực chút nào. Ngược lại, do so cô liên tục tung chiêu, khiến các chiến binh của thổ tộc đã ngưng tụ được một hoàng sa cự long, tiến đánh từ trên không trung, khiến cô ấy bị thương nặng rơi xuống đất. Khi đại quân của tộc tương liễu lao ra tiền tuyến, sức chiến đấu của họ đã giảm đi một nửa, dưới sự che chở của bộ tộc, liễu chi nhung hiển hóa thành đại xa, gầm lên và lao vào màn sáng bảo vệ của trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, màn sáng lay động một hồi, đại tư thế há miệng phun ra một ngụm máu sấm, sau đó, nhanh chóng chỉ huy cho các phương giả, dũng sĩ truyền khí tiên thiên mậu thổ vào màn sáng bảo hộ, ổn định lại sự chấn động của màn sáng bảo hộ. Còn Liếu Chi Nhung, sau khi tung một đòn mạnh, cũng bị đại quân thổ tộc săn đuổi điên cuồng, phải rắn bắn vào không trung, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Các xạ thủ của bộ tộc Đông Di đã bắn trận mưa tên dày đặc, cũng không thể làm dịu tình hình chiến đấu trong trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ, trong khi đại quân 10 vạn của một tộc đã tổn thất 6 phần, thậm chí trong vòng trăm trượng của trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ còn không thể tiến vào được rất nhiều chiến tướng ma đạo đã bị tổn thất, nếu Thủy hỏa còn không đột phá vòng vây nữa, thì người tiếp theo ngã xuống sẽ là hai vị sát thần, Kiêm Hà và thậm chí người mới vừa trùng sinh không bao lâu là Khương Tuyết Dương cũng sẽ phải lần nữa đối mặt với nguy cơ sống chết. Bên trong trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ, đôi mắt của Thủy hỏa như sắp nổ tung, cô vung vẩy hồn chi bi thương chém về phía màn sáng bảo hộ. Nhưng do việc hấp thụ hồn năng đã bị chắn lại nên cô ấy không thể kích hoạt bạo phát hồn năng, chỉ sức mạnh của hồn chi bi thương là không đủ để phá vỡ kết giới. Dù cho hỏa diễm bích lam trong mắt cô ấy điên cuồng thiêu đốt, nếu như không nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài, thì cô ấy vĩnh viễn cũng không cách nào thoát ra khốn cảnh này. Tình thế ngày càng trở nên nguy cấp, vào thời điểm lâm thanh thủy trọng thương và ngã xuống đất, thì phần không trung bên trên trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ bất ngờ rơi xuống những hạt mưa. chương 582, Xuân Phong hóa vũ 2 Lẽ ra những hạt mưa là trong suốt, không màu, nhưng cơn mưa này lại có màu xanh như ngọc lục bảo, Điều đặc biệt nhất là những hạt mưa chỉ rơi vào trên người của đệ tử ma đạo chúng tôi, ai càng bị thương nặng thì lại càng nhận được nhiều mưa hơn. Lúc này, xung quanh trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ, người bị thương nặng nhất chính là bạch vô nhai, những hạt mưa màu ngọc lục bảo đang rơi xuống người cô ấy như chút nước, rất nhanh vết thương của cô đã bắt đầu khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy được. Lâm Thanh Thủy Vốn đã bị thương nặng, nhưng sau khi nhận được phước lành từ những giọt mưa, lần nữa khôi phục lại sinh cơ. Khương Tuyết Dương liếc nhìn bầu trời, khẽ thở dài, bay vào khoảng không lần nữa, ban phước lành phong thần cho tất cả các tướng lĩnh của ma đạo. Huyễn ảnh của Kiêm Hà dường như đã bị xóa sạch, sau khi được sự hồi phục từ phước lành của những giọt mưa, cô ấy lại triệu hồi 12 huyễn ảnh trong gương hoàn toàn mới, với cùng một sức mạnh chiến đấu, giống như tái sinh từ sự hủy diệt vậy. Ngạo Phong mọc ra những chiếc phẩy rồng mới, Liễu Chi Nhung cũng được chữa lành những vết thương vốn đã rách toạc trên thân thể. Sự chúc phúc bởi cơn mưa đem tới đã hồi sinh toàn bộ sinh cơ cho tất cả các đệ tử ma đạo trọng thương nhưng chưa chết, lần nữa với phong thái dũng mãnh không thôi mà tham gia trận chiến. Nhưng không ai biết rằng khi mưa đang trút xuống bên này, thì lá dâu của tang mộc thần thụ ở núi không tang đã rơi xuống đất một mảng lớn. Đây không phải là sinh cơ từ trên trời rơi xuống, mà là thần thuật vô thượng do thanh đế một tộc hồng hoang quy khư, người đã hy sinh thọ nguyên gần như cạn kiệt của mình, hiến tế thần hồn để thi triển, ý nghĩa sâu sắc của tiên thiên ất mộc, thần thuật xuân phong hóa vũ. Tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh, tức là theo gió lùa vào màn đêm, tới mát trong muôn vật mà không phát ra tiếng. Ngoại trừ Khương Tuyết Dương và đại tù trưởng mục tộc cảm nhận được điều đó, những đệ tử còn lại của ma đạo thậm chí không nhận thấy rằng thanh đế đứng ở phía cuối trong trung quân đã không còn nữa. Người của ông ấy đã biến mất cùng cơn mưa xuân này. Bởi vì, ông ấy chính là Xuân Vũ. Đạo Tàng Hậu Thế bình luận về thanh đế hồng hoang quy khư, chỉ dùng một câu, cái chết của một số người là nỗi buồn không bao giờ có thể nguôi ngoai trong cuộc đời. Thanh đế đã ngã xuống trong trận chiến này, ngoại trừ việc để lại một cây sáo ngọc bích nơi ông đứng ban đầu. Sáo ngọc cắm trong cát vàng, anh ánh chiếu sắc xanh. Thanh đế vô thanh vô thức mà chết đi, biến thành mưa xuân để mang đến cho các đệ tử ma đạo của tôi sinh cơ mạnh mẽ. Sau đó, tình hình chiến đấu ở Trung Thiên Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ ngay lập tức được nới lỏng, các đệ tử ma đạo tựa như niết bàn trùng sinh mà dũng mãnh đảo ngược trận đấu. Đại tế tư đứng đầu đã cố gắng hết sức để triệu tập các vương giả, dũng sĩ, nhưng các vương giả cùng dũng sĩ vốn đã mệt mỏi vì trận chiến, và lại đã chịu nhiều tổn thất trước đó, vì vậy họ không thể ngăn cản đại quân ma đạo tiếp cận trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ nữa. Cuối cùng, kiêm hà một lần nữa với sáu huyễn ảnh trong gương tiếp cận bức màn sáng bảo vệ, mà kiếm thao thao, tất cả đều chém về phía bổn tôn của đại tế tư đứng đầu. Cùng lúc đó, A Lê nói trong không khí, ngạo phong, chúng ta cũng đi, Ngạo Phong với cơ thể của Tổ Long đâm sầm vào bức màn ánh sáng bảo hộ. Sau Ngạo Phong, Liễu Chi Nhung cũng lặp lại động tác. Tiếp đó nữa, sát thần Lâm Thanh Thủy nhắm vào bức màn ánh sáng hộ vệ với sát khí uy nghiêm mà đâm một nhát kiếm. Bạch Vô Nhai liên tiếp tung ra vài đường đao. Cuối cùng, với một tiếng nổ lớn, màn sáng bảo vệ vỡ tan. Một bóng đen bay thẳng lên trời như một con cú đêm, rồi biến mất trong nháy mắt. Đại Tế Tư đứng đầu thổ huyết hết lần này đến lần khác, cùng với mấy chục dũng sĩ khác chịu phản phệ kịch liệt, rơi vào vòng vây của chúng tướng lĩnh ma đạo. Tình hình chiến đấu bắt đầu xoay chuyển từ xung quanh trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ, nhưng nhìn bao quát toàn bộ chiến trường, đại quân ma đạo vẫn đang trong tình trạng suy bại. Lúc này đại quân mộc tộc hơn 10 vạn chỉ còn lại khoảng 4 vạn, cung thủ mộc tộc chỉ có tầm 3 ngàn, tộc tương liễu còn 4 ngàn, nếu không phải thanh đế hóa thành mưa, tỷ lệ thương vong sẽ còn cao hơn nữa. Không có cách nào khác, sức chiến đấu ngay từ đầu đã tranh lệch rất lớn, thùy họa lại bị vây khốn, không ai có thể địch lại sát khí quân huy. Ma đạo tổ sư, các ngươi thua rồi. Sau khi cận chiến với tôi, vất vả chống lại vài đường kiếm, hiên viên đế nghiến răng nghiến lợi áp chế khí huyết hỗn loạn trong cơ thể, nói. Thắng thua chưa chắc, trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ đã bị phá. Tôi lau vết máu ở khóe miệng đáp, lúc này, tôi và hiên viên đế đều đã đến cực hạn về thể lực. Tôi gồng mình chịu đựng uy áp từ người trên cơ, còn ông ta thì lại cực kỳ quan tâm đến sự sắc bén của thanh kiếm anh hùng trong tay tôi. Ha ha, chỉ dựa vào một mình tử thần đã muốn đảo ngược tình thế chiến đấu sao? Hiên viên đế cười khẩy nói, có lẽ cô ấy sẽ không thể đích thân ra tay hủy diệt đại quân của ngươi, nhưng cô ấy sẽ nghiền nát niềm tin của họ và khiến họ run sợ. Hiên viên đế còn muốn lên tiếng phản bác, nhưng vào lúc này, sau khi thoát khỏi vây nhốt, Thùy Hỏa từ trên không trung quay đầu lại, hiện thân trên khoảng không của đại quân thổ tộc. Sau khi hiện thân, hồn năng vô tận biến thành một luồng sáng đen, bị cô ấy hấp thụ một cách điên cuồng. Từ khi chiến đấu đến hiện tại, nơi này đã tử thương gần 20 vạn người, hồn năng đã dày đặc tột cùng. Đợi sau khi hấp thụ toàn bộ hồn năng, Thùy Hỏa bay vào trung tâm của đại quân thổ tộc hơn 10 vạn người, bắt đầu giải phóng sự bạo phát hồn năng lớn nhất trong cuộc đời cô. Khí đen vô tận cuồn cuộn dâng lên, che trời lấp đất quét sạch đại quân thổ tộc. Chương 583, vạn quân im lặng một. Đợi đến lúc khí đen tiêu tan, hơn 10 vạn dũng sĩ thổ tộc đã bị biến thành cát bụi. Đây là sức chiến đấu của Thiên Tôn mạnh nhất, dưới Thiên Tôn, tất cả đều run dế, không thể chịu nổi một đòn. Sau trận chiến này, danh tiếng tử thần của Thùy Hỏa chính thức lan rộng khắp quy khư nơi đặt chân đến vạn tộc thần phục. Hơn 10 vạn người chết trong chớp mắt đã trực tiếp đánh gục dũng khí của đại quân thổ tộc. Một thất bại lớn sinh ra, ắt sản sinh sự trốn chạy trên quy mô lớn. Sau sự sỉ nhục ở thành Thủ Dương, Tử thần Lâm Thùy Hỏa lần nữa làm nhục hiên viên đế nhưng lần này không chỉ là sự sỉ nhục mà còn gieo mầm mống sợ hãi vào lòng tất cả người thổ tộc thấy tình thế không ổn hiên viên đế lại tung ra một đòn nhanh và dữ dội về phía tôi rồi lẻn xuống đất biến thành một hoàng sa cự long nhanh chóng chạy trốn ra xa lúc này tôi thần niệm trống rỗng muốn chặn đường ông ta chạy trốn nhưng lại không đủ sức lực ngăn cản sau khi trở về trận doanh ma đạo tôi giơ kiếm lên và hét tất cả các đệ tử ma đạo đều hưng phấn dũng cảm truy sát một ma đạo vốn chịu thương vong nặng nề cần phải có chiến tích đẫm máu mới có thể gian đe cường địch nếu không đợi sau khi kiếm anh hùng của tôi lộ ra vạn tộc hồng hoang đều sẽ chú ý đến ma đạo tôi nghi tương thẳng dũng truy cùng khấu bất khả cô danh học bá vương tức là thừa thắng xông lên đuổi giặc đến tận cùng đừng học thói tôn sùng bá vương trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ đã bị phá đại tư thế đứng đầu dưới sự bao vây của các chiến tướng ma đạo lần nữa bị thương thi triển thuật pháp tạo ra một cơn gió đen cuốn theo vô số cát bụi, một cơn gió đen cuốn theo vô số cát bụi, lợi dụng sự hỗn loạn mà biến thành một cơn bão cát đen, cố gắng trốn thoát khỏi đây. Tuy nhiên, cũng do vận xui rủi thế nào mà cơn bão cát đen lại tình cờ đụng phải thủy họa đang tàn sát trong trận doanh của thổ tộc. Một tiếng hét lớn cùng một đao chém xuống, đà chạy trốn của đại tế tư đứng đầu đột ngột dừng lại, gió cát tản đi, đại tế tư phun ra một ngụm máu, hiện nguyên hình. Sau khi nhận ra ông ta là ai, Thùy Họa ngay lập tức khóa chặt ánh nhìn cùng sự tập trung vào ông ta, nổi cơn thịnh nộ. Nếu không phải ông ta gài bẫy Thủy Họa bằng trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ, mà đạo cần gì chịu nhiều thương vong như vậy, nếu không phải ông ta, thì thanh đế, người có ơn cứu mạng với Thủy Họa, sẽ không cần phải chết. Nhìn ánh mắt giận dữ của tử thần, đại tư tế không ngừng lùi về phía sau, nhưng Thùy Hỏa đã khóa chặt khí thức của ông ta, dù có thủ đoạn thông thiên đến đâu cũng không thể thoát khỏi bóng đen của tử thần. Ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, tất cả mọi người trong ma đạo đều sẽ bồi táng cùng ta. Đại tư tế nói, ánh mắt lập lè nhìn chầm chầm Thùy Họa. Ô, cho ta một lý do không giết người đi. Thùy Họa mặt không chút biểu cảm hỏi. Ta là hậu duệ của hình thiên, hơn nữa ta là huyết thống duy nhất của ông ấy ở hồng hoang quy khư này. Giết ta rồi, nhất định sẽ chọc giận hình thiên, đợi khi hiên viên đế tế ra đầu hình thiên, triệu hồi cơ thể bất tử của ông ấy, ma đạo sẽ nghênh đón một thảm họa diệt phong. Ngươi là hậu duệ của chiến thần hình thiên sao? Đúng vậy, ta muốn giết ngươi, đừng nói chiến thần hình thiên cứu không được ngươi, ngay cả thiên đạo cũng ngăn cản không được. Lưỡi kiếm sắc bén giết chết sinh mệnh, lực lượng thương tổn thần hồn, giết. Nói xong, Thùy họa một đao chém xuống, ánh đao màu xanh làm kinh ngạc toàn bộ chiến trường xa hải. Đại tư tế chỉ kịp thời gian để phát ra một tiếng thét không cam lòng, đã bị hồn chi bi thương chém làm hai nửa. Từ sau khi thanh đế Xuân Phong hóa vũ, đây là vị cường giả cấp bậc thiên tôn mất đi ở Hồng Hoang Quy Khư cái chết của đại tư tế khiến đại quân thổ tộc không còn một chút ý chí phản kháng nào bị ma đạo cuồng nộ đánh thì chỉ còn biết liều mạng bỏ chạy mà thôi lúc này dũng khí và niềm tin vốn có của chiến sĩ đã hoàn toàn biến mất họ chỉ muốn nhanh chóng rời chiến trường thoát khỏi bóng đen của tử thần cuộc thảm sát đã bắt đầu đây là lần đầu tiên ma đạo thể hiện thủ đoạn mạnh mẽ kể từ khi tái xuất ra khỏi hàn hoang chúng tôi có lòng nhân từ của chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loài cũng có quyết tâm bảo vệ đạo bằng cả thân thể xương máu và giết địch các đệ tử ma đạo có tình có nghĩa, nhưng đối với kẻ thù thì họ đều là hiện thân của tử thần cả. Nếu nói việc Kiêm Hà bị giam cầm chỉ là nỗi nhục của riêng tôi, thì sự ra đi của Thanh Đế là nỗi đau thương mà ma đạo không thể chịu đựng nổi. Mục đích của vào quy khư của ma đạo không phải là để mang lại chiến tranh và tai họa cho vạn tộc Hồng Hoang, mà ngược lại, chúng tôi đến là vì muốn tạo ra hòa bình, là vì chúng sinh bình đẳng. Chương 584, Vạn Quân Im Lặng 2. Đáng tiếc, đã giết thì không thể ngừng giết được nếu không muốn ngọn lửa chiến tranh ngày càng bùng cháy dữ dội thiêu đốt cả hồng hoang thì trận chiến này chúng ta nhất định phải giết đến chúng sinh khóc thương giết đến vạn tộc khuất phục nếu không thì sẽ không thể hiện được uy lực của ma đạo cùng với ánh trăng của a lê chiếu lên thân thể tôi phần thần niệm vốn đã kiệt quệ của tôi lại được hồi phục sáu kiếm khí cự long lại được tôi triệu hồi trở lại đại quân thổ tộc chạy trốn dù nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn kiếm khí cự long của tôi được sau khi trải qua lễ rửa tội đại chiến đẫm máu sáu kiếm khí cự long của tôi trong vô thức cũng đã phát sinh sự biến hóa về chất. Chúng không còn mong manh dễ vỡ nữa, sức mạnh và tốc độ đã tăng lên đáng kể. Tất cả những cơ duyên của tôi có thể nói là đều do ma đạo tổ sư tặng cho, độc mỗi ma kiếm ngự long quyết là do tôi tự lĩnh hội được từ sự kết hợp giữa kiếm thất sát cùng với đạo tàng. Long chiến vu giã, kỳ huyết huyền hoàng, kháng long vô hối, thuần dương toàn thắng, dịch long vô cứu, trung nhật càn càn, phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân. Nhìn mỗi một kiếm khí cự long với tinh thần chiến đấu oai hùng ấy, trong lòng tôi sinh ra cảm giác vô cùng tự hào. Trước đây, tôi cho rằng ngoại vật dù sao cũng là ngoại vật, sức mạnh sinh ra từ chính bên trong, nhưng hiện tại sự thay đổi của 6 kiếm khí cự long đã đem cho tôi sự kinh ngạc, chúng sẽ lớn mạnh theo lực lượng của tôi. Tôi có thể bảo lưu lại sự tồn tại của chúng, hoặc giả một ngày nào đó, tôi có thể để chúng vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, cùng tôi lang thang trong hư không vô tận, đưa tôi đến hư không của vũ trụ để đạt được đại đạo cho riêng mình sau kiếm khí cự long đang tàn sát đại quân bại trận của thổ tộc còn bản thân tôi dưới sự chúc phúc phong thần của khương tuyết dương không ngừng giải phóng hình kiếm khí vô tận từ ma kiếm gặt hái sinh linh mặc dù tim ma là thuần khiết nhưng trung quy vẫn là ma sâu trong bản chất vẫn ẩn giấu sự thờ ơ lãnh đạm và xem thường với chúng sinh càng giết chóc trái tim tôi càng trở nên lạnh lùng trái tim tôi càng trở nên lạnh lùng thì kiếm của tôi càng trở nên tàn nhẫn quỷ thần minh minh tự tư tự lượng đêm nay tất cả chúng tôi đều trở thành tử thần thu thập sinh mệnh. Không chỉ mỗi mình tôi tàn nhẫn giết chóc, tạo ra một kỷ lục tàn ác, mà tất cả mọi người trong ma đạo, ngay cả người mục tộc thiên tính hiền lành lần này cũng bị sát tâm khống chế. Chiến trường Hoàng Sa đã trở thành nơi đồ sát đại quân thổ tộc, ánh trăng trên trời không biết từ khi nào đã bị bao phủ một tầng huyết sắc. Chúng sinh hữu tình bi bạch phát, thiên đạo vô ý liếu thương tang. Tức là chúng sinh sở hữu tình cảm nên buồn vì tóc bạc trắng, thiên đạo vô ý nên kết thúc bãi bể nương dâu tôi lại buồn thương vì cớ sự gì lại phải chiến tranh. Đợi khi hoàn toàn giết sạch vùng sa mạc này, tôi cho dừng việc ma đạo tiếp tục truy sát cường địch, rút lui về xa hải. Cho đến hiện tại hơn 10 vạn đại quân thổ tộc chỉ trốn thoát được gần 2 vạn người, trong số 2 vạn dũng sĩ thổ tộc chạy thoát này, thì bọn họ cũng đã bị truy giết đến sợ vỡ mật rồi, e rằng cả đời này cũng sẽ không thoát khỏi nỗi ám ảnh của tử thần nữa. Lúc này, tất cả đệ tử ma đạo đều đã ở trong trạng thái thể lực, thần niệm quá mức cạn kiệt rồi, nếu còn tiếp tục đuổi giết, một khi sát khí điên cuồng trong lòng biến mất, sức chiến đấu của họ sẽ nhanh chóng suy giảm, nếu ngay lúc đó mà gặp phải đại quân Bạch Đế tập kích đánh chặn, nhất định sẽ phải chịu thương vong nặng nề. Trong trận chiến này, 12 đại quân ma đạo chỉ còn lại chưa đến 5 vạn quân. 10 vạn đại quân mộc tộc chỉ còn sót lại 4 vạn, tổng số xạ thủ mộc tộc và tộc tương liễu cộng lại còn chưa đến 5 ngàn người. Trang máu trên trời, cát vàng minh mông, đại quân ma đạo xếp thành một vòng quân trận trong sa hải. Ở trung tâm quân trận là một cây sáo ngọc lặng lẽ cắm trong cắt vàng. Không ai nói một lời, vạn quân đều lặng lặng đứng đó. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Thùy Họa, cô ấy bước ra khỏi tôi, từng bước chân nặng nề và chậm chạp đi về phía sáo ngọc. Đến lúc còn cách sáo ngọc năm thước, Thùy Họa dừng lại, cắm hồn chi bi thương xuống đất, bắt đầu chỉnh trang quần áo. Cô Tháo phát quan, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp nhăn trên áo giáp, dùng tay vuốt lại từng mảnh giáp bị gãy Giải thích phát quan là vật dụng thường thấy trên tóc của diễn viên đóng phim cổ trang, đặc biệt là nam, dùng để cố định phần tóc. Hết giải thích, khi chỉnh lý xong xuôi, Thùy Hòa quỳ một gối xuống và hành đại lễ tế bái với Sáo Ngọc. Cô ấy có thần vị của tử thần, không thể hành toàn lễ tế bái bất kỳ ai. Năm đó, Đàm Cửu Long hỗn loạn, bị đạo môn liên thủ bao vây, Thùy Hòa còn không cúi đầu. Trong trận chiến giã tiên ở Hàn Hoang, Thùy Hòa một đao bạc đầu, một mình chống lại quân uy của đại quân bảy vạn giã tiên, thủy hỏa cũng không cúi đầu. Trong trận chiến âm sơn, khi bước lên cầu sinh tử vạn bức, địch lại ý chí của hàng ngàn vong linh, thủy hỏa không cúi đầu. Lúc này đây, Thùy hỏa cúi phần đầu xinh đẹp mà kiêu hãnh của cô, vùi đầu vào cắt vàng, rất lâu cũng không chịu dậy. Ở thành thủ dương, nếu thanh đế không ra tay, thì cô ấy đã chết rồi. Chỉ là một trận chiến, nếu không phải thanh đế xuân phong hóa vũ, toàn bộ ma đạo đại quân đều phải đối mặt với nguy cơ bị quét sạch. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Thanh đế đã sử dụng sự biến hóa thành của một cơn mưa xuân của bản thân mình, để lại một truyền thuyết về các đệ tử ma đạo ở Hồng Hoang Quy Khư, một nơi lạc hậu mà đạo môn chưa bao giờ đặt chân đến. Cây sáo ngọc đó, đến cùng thì cũng không ai nhấc lên cả. Cứ để gió, cát vùi lấp cho đến khi không ai nhìn thấy nó nữa. Chúng tôi cũng không lập bia tưởng niệm cho thanh đế, bởi vì không cần thiết. Vào mùa xuân thứ hai sau khi thanh đế mất, ở vùng xa hải dưới chân núi phía nam núi Bắc Minh này đã mọc lên cây cỏ chương 585, dưới núi Bất Chu 1. Sự thất bại thảm hại của đại quân thổ tộc do hiên viên đế chỉ huy dẫn đến hàng loạt phản ứng dây chuyền, khiến đại quân xích đế và quân đoàn hắc Long vốn dĩ rơi vào tình thế bất lợi nay đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Sau khi chịu nhiều công kích kịch liệt của đại quân hai đạo nhân tiên, thế trận của quân địch đã bị đánh cho tan đàn xẻ nghé. Không giống với ma đạo, hai đạo nhân tiên không hề gây ra quá nhiều sát nghiệp, thậm chí không tận dụng cơ hội truy đuổi tàn quân để phát huy lợi thế trận chiến. Xích đế đánh mất không đến 10 vạn dũng sĩ hỏa tộc, còn tổn thất mà quân đoàn Hắc Long và tàn quân thổ tộc chịu khoảng tầm 8 vạn người, chiến tích này không thể nào so sánh với việc huyết tẩy 70 vạn quân do một tay ma đạo gây ra. Điều này chỉ cần suy xét một chút liền nghĩ thông suốt lý do tại sao, ma đạo muốn lập được đại công, hòng chinh phục quy khư hồng hoang, nhưng mà mục đích của hai đạo nhân tiên chỉ đơn giản vì núi bất chu và linh hồn cung công. Trong trận chiến này, sát tính ma đạo đã thấm vào xương tủy, bộc lộ tài năng xuất chúng, lần nữa nâng cao sự cảnh giác của hai đạo nhân tiên. Thử hỏi, chỉ vòn vẹn 12 vạn binh mã nhưng đã giành chiến thắng tuyệt đối trước trăm vạn đại quân thổ tộc, hung hãn truy sát hiên viên đế đang âm mưu độn thổ lẩn trốn, chém đầu đại tư tế thổ tộc chiến lược thiên tôn, thì liệu hai đạo nhân tiên có thể làm ngơ trước chiến tích mỹ mãn này hả? Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đều là người thông minh kiệt xuất, bọn họ rất dễ dàng liên tưởng đến bản thân mình, giả sử kẻ đối đầu với ma đạo trong sa mạc khổng lồ kia không phải là hiên viên đế, mà là chính họ, thì kết quả cuộc chiến này sẽ ra sao đây thắng lợi hiển nhiên là điều không thể thậm chí khả năng thất bại còn thê thảm hơn thổ tộc là đằng khác thùy họa sau khi thành công thực hiện lần niết bàn thứ năm a lê vừa được phong thần kiêm hà muốn báo thù cho nỗi ô nhục hai đại sát thần kèm theo kiếm anh hùng trong tay tôi nữa chỉ riêng mấy người chúng tôi đã đủ gánh lấy toàn bộ tội ác giết chóc hàng loạt gây ra sát nghiệp vô cùng tàn khốc rồi thổ tộc còn lợi dụng ưu thế về quân số đông đảo và địa lý ở sa mạc để chiếm thượng phong nhưng hai đạo nhân tiên thì có ưu thế gì để đánh liều đây? Đến cả vầng trăng trên bầu trời cũng do ý chí thế giới quy khư cầu cạnh thần vị của A Lê diễn hóa ra. Tại nhân gian, trong ba đạo, thì ma đạo yếu ớt nhất. Nhưng ở quy khư, kẻ nào có gan tranh đấu với ma đạo chứ? Trận chiến trên sa mạc khổng lồ, ma đạo thẳng tay thảm sát gần 70 vạn người thổ tộc, máu chảy thành sông, sát chất cao như núi, những người chết này tính hết lại còn nhiều hơn số quân của hai đạo nhân tiên, sự thật bày ra trước mắt này làm sao không khiến họ lạnh sống lưng. Ban đầu họ mời ma đạo đến quy khư, là muốn mượn tay ma đạo để công phá đám oan hồn trong vạn tộc cổ chiến trường, không ngờ ma đạo từ khi đến quy khư thẳng thừng dùng phong thái chủ nhân oai hùng vùng dậy mạnh mẽ. Thực ra, ngay thời điểm tôi rút kiếm anh hùng, bọn họ đã phát giác ra có điều dị thường rồi, nhưng vào lúc đó Khương Tuyết Dương vẫn chưa sống lại, mà sức mạnh của ma đạo khủng khiếp đến mấy cũng chỉ có 7 người. Nhưng không ngờ rằng, đợi chúng tôi rời khỏi pháp trận dịch chuyển, rất nhanh đã từng bước gây dựng mở rộng thế lực, liên tiếp đạt được thành tựu to lớn. A à, Lê chinh phục lòng tin của bộ tộc Đông Di, tôi thu phục được tộc Tương Liễu, mà thanh đế của một tộc vốn là con cờ do chính tay ma đạo tổ sư che giấu từ 3.000 năm trước. Trận chiến tại thành Thủ Dương, danh tiếng của tử thần đã bắt đầu lan rộng khắp nơi. Khương Tuyết Dương sống lại, mệnh bàn sát phá lang quay về. Đợi đến khi trận chiến trên sa mạc khổng lồ bùng nổ, ma đạo chỉ dùng vỏn vẹn số binh lính ít ỏi mà đã thành công huyết tẩy đại quân thổ tộc, hai đạo nhân tiên mới bất giác tỉnh mộ kẻ mà bọn họ mời đến không phải chó săn sẽ giúp đỡ họ đánh giết kẻ thù mà là một con sói đầu đàn giảo hoạt điều mấu chốt ở đây chính là tại trận chiến trên sa mạc khổng lồ này bọn họ đã bị ma đạo lợi dụng triệt để rồi nơi giải mã bí ẩn của quy khư căn bản không phải đặt ở bàn xa cốc mà là núi bất chu mà đạo dành cơ hội ra tay trước chỉ vì muốn che giấu sự tồn tại của kiếm anh hùng đáng tiếc thay khi bọn họ nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi Hiện giờ bọn họ không chỉ không thể xảy ra va chạm với ma đạo, càng không được phép đắc tội, trừ phi bọn họ mặt dày phản bội quy khư hồng hoang, liên minh với bạch đế và tàn quân hiên viên đế rồi hợp lực tứ phương tiêu diệt ma đạo tôi. Nếu chuyện đó xảy ra, ma đạo chắc chắn sẽ không chống cự nổi. mươi 586, Dưới núi Bất Chu 2 Nhưng nếu như bọn họ đưa ra hạ sách ấy, cho dù ma đạo phải rơi vào kết cục chôn thân tại quy khư, cái giá cho việc chúng tôi liều mạng chống trả kịch liệt cũng không phải hai đạo nhân tiên đủ khả năng gánh vác được. Nhân đạo có lẽ không mấy quan tâm sự sống chết của tạ Lưu Vân, nhưng mà tiên đạo tuyệt đối không dám để mộ dung nguyên rưỡi có gì bất chắc đâu. Việc tộc tương liễu tham gia chiến đấu đã bại lộ việc bàn xà cốc hiện giờ chỉ là một cái động giống, thiếu nữ nguyên phượng ngay lập tức phái người đi thám thính, sau đó đại quân thú tộc tiến thẳng vào bàn xà cốc. Gần như cùng lúc ấy, Bạch Đế cũng xuất binh đến bàn xà cốc. Hai bên giao chiến tại bàn xà cốc, mỗi bên đều tổn thất không ít nhân lực. Đáng tiếc là trận chiến này không hề kéo dài quá lâu, nguyên nhân đầu tiên vì trong bàn xà cốc không hề tìm thấy manh mối liên quan đến bí ẩn của quy khư. Nguyên nhân thứ hai, sự thảm bại của hiên viên đế đã khiến bọn chúng kinh hãi tột độ. Bạch đế không phải kẻ ngốc, tất nhiên hiểu rõ việc quan trọng cần làm lúc này chính là bảo tồn thực lực, mà thiếu nữ nguyên phượng cũng có dự định này, vì thế hai bên ngừng chiến, rồi đồng thời rút khỏi phía bắc núi Bắc Minh. Sau đó, tin tức kiếm anh hùng đang nằm trong tay tôi đã chuyển đi khắp hồng hoang quy khư, đủ khiến vạn tộc thất kinh hồn vía. Một đêm máu tanh đầm đìa cuối cùng đã kết thúc, bình minh chiếu rọi rực rỡ, liên quân đạo môn sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, rồi lên đường đi về phía nam hướng thẳng núi Bất Chu. Không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa, hai đạo nhân tiên gấp gáp, thì ma đạo cũng vội vàng không kém. Chỉ cần nghĩ đến việc hiện giờ tại quy khư đã xuất hiện năm vị chiến lược thiên tôn, thời đại mạt pháp bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc hai đạo nhân tiên vội vã muốn quay về nhân gian thiết lập thế cục mới mà đạo chúng tôi cũng muốn chinh phục quy khư trở thành ma đạo tổ đình ba ngày sau liên quân đạo môn đặt chân đến dưới chân núi bất chu trận chiến tại sa mạc khổng lồ vừa mới chấm dứt ma đạo vẫn đang dẫn trước ưu thế vạn tộc cảnh giác lẩn trốn một đường di chuyển đến đây không một kẻ nào cả gan dám đứng ra ngăn cản núi bất chu là cột xương sống của quy khư hồng hoang nhìn lên không thể thấy đỉnh núi sơn hải kinh đại hoàng tứ kinh có viết bên ngoài biển tây bắc ven bờ đại mạc có ngọn núi kỳ lạ được đặt tên là bất chu tương truyền núi bất chu là con đường duy nhất để từ nhân giới đến thiên giới nhưng mà núi bất chu quanh năm lạnh giá cả năm phủ đầy băng tuyết những kẻ phàm phụ tục tử tầm thường sẽ không cách nào leo lên được xung quanh núi bất chu đều là vách đá treo leo cả ngọn núi bị tuyết trắng dày đặc bao phủ ở quy khư hồng hoang lại không thể ngự không phi hành phải dùng phương pháp nào leo lên được quả thật là một chọn lựa vô cùng khó khăn may mắn thay năm đó cung công phẫn nộ húc đầu vào núi bất chu tự vẫn khiến núi này hơi nghiêng về phía đông nam vì thế có thể miễn cưỡng leo lên từ hướng tây bắc hướng tây bắc là con đường leo núi duy nhất chân núi vẫn còn sót lại pháo đài phòng ngự do thổ tộc hỏa tộc kim tộc xây dựng nên nhằm mục đích phong ấn thủy tộc và tế bái linh hồn cung công thuận theo việc thủy tộc bị tiêu diệt chỉ còn mỗi tộc tương liễu sống sót những pháo đài phòng ngự kia sớm đã bị phá bỏ chỉ giữ lại ba tòa thành chống không vừa hay được chúng tôi trưng dụng làm nơi dựng lều trại nghỉ ngơi. Trải qua hơn ngàn năm, núi Bất Chu sớm đã không còn là thánh địa trong lòng vạn tộc Hồng Hoang, bởi vì nó quá cao không thấy đỉnh, lại lạnh lẽo vô tình, cũng vì hồi ức đẫm máu chìm ngập trong đau đớn tuyệt vọng đã xảy ra ở núi Bất Chu. Cho dù có thêm sự tham gia của tộc Tương Liễu, thì bọn họ cũng không có chút quen thuộc gì về núi Bất Chu. Thứ mà Tạ Lưu Vân quan tâm đến nhất chính là linh hồn cung công, dựng lều trại xong xuôi, hắn ngay lập tức đến tìm Liễu Chi Nhung tra hỏi tin tức về vị trí của thần điện cung công. Thần điện sớm đã bị thổ tộc phá hủy rồi, núi Bất Chu bây giờ đâu còn thần điện cung công nữa. Liễu Chi Nhung nói, không còn thần điện cung công, các người làm sao triệu hồi linh hồn cung công được chứ? Tạ Lưu Vân Cao mày hỏi, vốn dĩ đâu cần triệu hồi đâu, linh hồn cung công ở ngay trên đỉnh núi mà. Đợi đến khi leo lên đỉnh núi, các người sẽ hiểu thôi à. Tạ Lưu Vân bực bội không nói nên lời, liếc ánh mắt oán hận nhìn Liễu Chi Nhung, rồi thở dài một hơi. Lúc trước Liễu Trung Nhung nói với hắn, chỉ cần nhân đạo giúp bọn họ bảo vệ bàn xa cốc, họ tự khắc sẽ đáp ứng hỗ trợ nhân đạo triệu hồi linh hồn cung công. Bây giờ Liễu Chi Nhung lại nói linh hồn cung công căn bản không cần bọn họ triệu hồi ra, vì đã có sẵn trên đỉnh núi Bất Chu. Chỉ là giả sử tộc tương Liễu thật sự đã rơi vào cảnh diệt vong, đợi khi thủy tộc biến mất triệt để, vậy thì linh hồn cung công sẽ không còn bất kỳ ràng buộc nào hết, rất có khả năng hóa thân thành hư vô cùng đồng quy với thiên địa tương tự như ma đạo tổ sư. Đỉnh núi bất chu đâu hề dễ dàng leo lên như vậy, truyền thuyết kể rằng chỉ có người mang kiếm anh hùng mới sẽ tan sương mù hư ảo trên đỉnh núi. Điều này ám chỉ, nếu nhân đạo muốn giành được linh hồn cung công bắt buộc phải hợp tác với ma đạo, hỗ trợ tôi cướp đoạt ngôi báu hồng hoang. Trước khi leo lên đỉnh núi, điều chúng tôi cần làm trước tiên là liên thủ đánh bay kẻ địch đang dò ngó xung quanh. Dưới chân núi hiện giờ nhìn có vẻ yên tĩnh là bởi vì quân địch các nơi vẫn chưa kịp chạy đến đây, có lẽ không bao lâu nữa, hiên viên đế, bạch đế, xích đế, thiếu nữ nguyên phượng sẽ bất thình lình xuất hiện tập kích chúng tôi. Đến lúc đó, núi Bất Chu sẽ biến thành bàn xà cốc thứ hai. Điều quan trọng nhất là, lúc nổ ra trận chiến ngũ quân tại núi Bắc Minh thì mỗi thế lực quân địch vẫn còn giấu giếm mưu đồ riêng, mà bây giờ, bọn chúng đã có chung một kẻ thù, đó chính là liên quân đạo môn chúng tôi. Tạ Lan, xem ra ngươi đã sớm nắm thóp nhân đạo ta trong lòng bàn tay rồi. Tạ Lưu Vân Nhăn nhó nói với tôi, ngươi có thể lựa chọn việc từ bỏ linh hồn cung công, dẫn theo đại quân nhân đạo các người rời khỏi đây. Tôi nhàn nhạt nói, rời khỏi đây, lẽ nào nhân đạo bọn ta chết bao nhiêu người như thế, ở Đông Hải rằng có một mất một còn với mộ dung nguyên duệ chỉ vì đến tham quan một chuyến quy khư rồi về tay không sao. Tạ Lưu Vân trợn mắt gặng hỏi, vậy thì ngươi còn oán thán cái gì nữa, cứ việc chiến đấu thôi, ta thì chẳng vấn đề gì cả, chỉ là không biết mộ dung nguyên duệ đang có mưu đồ gì, không có tiên đạo, chỉ dựa vào mỗi hai bên chúng ta làm gì có sức leo lên núi bất chu. Ha ha, tạ lưu vân, tiên đạo thì làm gì có nhiều sự lựa chọn hơn nhân đạo các người đâu chứ, thứ mà tiên đạo muốn lấy còn đang nằm trên đỉnh núi kia kia. Người không chịu đi, tất nhiên không có chuyện cô ấy chịu bỏ cuộc rời khỏi đây đâu. Được thôi, cứ coi như các ngươi lợi hại. mươi 587, tâm ý của kiêm hạc một liên quân đạo môn an bài chỗ dừng chân ổn thỏa ở ba tòa thành phía tây bắc núi bất chu song xuôi liền ngay lập tức bắt tay vào bố trí trận pháp linh khí ở quy khư hồng hoang dồi dào phong phú khí thức tiên thiên ngũ hành cũng vô cùng nồng đập rất thích hợp bày bố trận pháp đặc biệt những trận pháp quy mô lớn có uy lực đẳng cấp thiên tôn đạo binh của hai đạo nhân tiên vốn dĩ không giỏi chiến đấu tầm gần vì vậy chúng tôi dành trước điểm dừng chân ở núi bất chu nhờ pháp trận quy mô lớn che giấu giúp thì việc chiến đấu sẽ dễ dàng đạt được hiệu quả cao hơn nhiều tất nhiên, việc bố trí trận pháp giao hết cho hai đạo nhân tiên. Khương Tuyết Dương tuy rằng tinh thông mọi loại trận pháp, nhưng mà ma đạo tôi không có đệ tử tinh thông đạo pháp phép thuật ở quy khư, nên không thể phát huy uy lực pháp trận đến mức cao nhất, dù muốn dạy cho bọn họ cách thức bày trận cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thành thạo được. Ma đạo chỉ chuẩn bị bốn đài tế đàn, tạo điều kiện giúp Khương Tuyết Dương hạ sắc lệnh cho tứ đại thần gió Đông Tây Nam Bắc, ban tặng lời chúc phúc phong thần cho đệ tử ma đạo tôi. Có tế đàn rồi, Cô ấy không cần lao tâm khổ tứ ban phước cho từng người nữa, có thể đem lời chúc phúc của phong thần ban phát rộng rãi, để toàn quân cùng sử dụng. Sau khi trận chiến trên sa mạc khổng lồ kết thúc, quân lực ma đạo hiện giờ chỉ còn lại không đến 5 vạn người, tuy quân số giảm xuống một nửa, nhưng mà chiến lực lại gia tăng chứ không hề suy giảm. Trước đây số lượng chiến sĩ chưa trải qua đợt tôi luyện sinh tử nhiều vô số kể, mà bây giờ đệ tử ma đạo đã tìm thấy tín ngưỡng và vinh dự thuộc riêng về chiến sĩ trong lúc chiến đấu. Sau một đêm gió tanh mưa máu, người người đều hóa thành tử thần, cho dù trận chiến đã kết thúc qua một thời gian khá dài, thế nhưng nhuệ khí sông pha giết địch từ phá quân chứa đựng trong tim mỗi người vẫn mãi mãi rực cháy dữ dội, càng nâng cao sức mạnh chiến đấu. Ma đạo không tiếp tục nhận trách nhiệm dẫn đầu trận chiến núi Bất Chu, mà giao lại trọng trách chủ lực cho hai đạo nhân tiên. Lần này liên minh đạo môn quyết định chọn lối đánh phòng ngự phản kích, hiện tại toàn bộ 60 vạn đạo binh hai đạo nhân tiên đã vào vị trí sẵn sàng ninh chiến. Chiến lực của một người có lợi hại đến mấy, cuối cùng cũng không thể địch lại sự hùng mạnh của pháp trận quy mô lớn. Muốn công phá phòng tuyến của bọn họ, hiên viên đế, bạch đế, thiếu nữ nguyên phượng bắt buộc phải tận lực sử dụng hết mọi thủ đoạn và trả một cái giá đắt. Quân địch nhất thời vẫn chưa đến, đợi khi liên minh đạo môn an bài mọi việc ổn thỏa, hai đạo nhân tiên bắt đầu phân chia lực lượng, nhờ ngũ hành pháp thuật đạo môn khai thông một con đường leo thẳng lên núi. Núi bất chu bị tuyết dày đặc che lấp, muốn trèo lên quả là một chuyện khá gian nan, càng leo lên cao càng phải hứng chịu bão táp gió xoáy kéo dài ngày một khủng khiếp bắt buộc phải khai thông một con đường lên núi xây dựng một cái thang leo núi chỉ khi đó mới có thể hỗ trợ đoàn quân từ từ cẩn thận từng bước khó khăn leo lên đỉnh núi một giây lơ là bất cẩn ngay lập tức sẽ bị gió bão trên núi cuốn đi mất giả sử ý chí không đủ kiên định một khi ngũ cảm lục thức bị gió bão thổi bay còn có nguy cơ bị nghiền nát cơ thể muốn dựa vào sức lực của một người để leo núi cho dù người đó có đạt đến cấp độ đạo tổ thì e rằng đây cũng là việc bất khả thi. Để mở được đường núi là chuyện không đơn giản, nhờ cậy vào mỗi sức lực cơ bắp tất nhiên không thể, như vậy có nguy cơ khiến mấy tảng băng vỡ vụn, gây ra tuyết lở. Tính theo tốc độ hiện giờ, chỉ mỗi việc khai mở con đường cũng phải mất thời gian ít nhất 7 ngày. Với lại con đường không thể trực tiếp tiến thẳng lên đỉnh núi, nhiều nhất cũng đến bên ngoài rìa sương mù hư ảo. Bên trong đám sương mù hư ảo này ẩn giấu nhiều nguy cơ hiểm họa, Đến ngay cả Thiên Tôn cũng dễ rơi vào nguy hiểm. Kiếm anh hùng chỉ có khả năng bảo vệ tôi không mất đi phương hướng khi lạc vào trong sương mù hư ảo, cần sở hữu nền tảng chiến lực mạnh mẽ làm chỗ dựa vững chắc nếu muốn thoát ra khỏi sương mù. Không biết vì sao, ba đại quân Bạch Đế, Hiên Viên Đế, thiếu nữ Nguyên Phượng vẫn chậm chạp cứ mãi trì hoãn không chịu hiện thân. Vì thế, chúng tôi đành một bên tiếp tục khai thông đường núi, một bên bày bố thế trận chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù. Công việc mở đường và phòng ngự toàn bộ đều giao hết cho hai đạo nhân tiên phụ trách, về phần ma đạo tôi lại nhân cơ hội này tạm thời tận hưởng khoảng thời gian bình yên thoải mái. Sự bình yên trước bão tố phong ba, quả thật là phút giây ngắn ngủi ít ỏi hiếm có. Núi bất chu quanh năm chìm trong bão tuyết, nhưng nhiệt độ dưới chân núi cũng không đến nỗi lạnh thấu xương, dù có tuyết rơi cũng chỉ vì gió thổi từ núi xuống. Kiến trúc tòa biên thành mà ma đạo chiếm đóng đã hư hại khá nhiều, may thay tường thành cũng xem như được bảo tồn khá hoàn thiện. Lúc trạng vạng, Tôi nhảy lên tường thành, chương 588, tâm ý của Kiêm Hà 2. Nhìn thấy A Lê và Ngạo Phong đang âu yếm tựa đầu vào nhau tâm tình, đôi khi mấy câu nói bày tỏ tình cảm vụng về của Ngạo Phong, A Lê thỉnh thoảng cười khúc khích. Mỗi khi A Lê vui vẻ mỉm cười rạng rỡ, đều làm Ngạo Phong ngơ ngác lặng lẽ ngắm nhìn cô bé. Sức mạnh của A Lê đã có những sự thay đổi cải thiện rõ rệt từ khi đến Quy Khư, đồng thời Ngạo Phong cũng giành được nhiều chiến lợi phẩm. Linh khí ở Quy Khư vô cùng nồng đậm, giúp ngạo phong tôi luyện thân thể tổ long, rồi thức tỉnh phần sức mạnh ý chí bên trong huyết mạch tổ long. Trước đây nhìn hai cô cậu, tôi còn cảm thấy hai đứa trẻ này là một đôi mỹ nhân anh hùng trẻ trung nhỏ nhắn, nhưng bây giờ mỹ nhân đã trưởng thành, thì anh hùng cũng nên thể hiện tài hoa và bản lĩnh chinh phục thiên hạ rồi. Mới đầu nguyên nhân thu phục ngạo phong là bởi vì ma đạo thiếu thốn long mạch để gia tăng khí độ, lúc ấy thực lực ma đạo quá mức yếu kém, mà bây giờ khí độ đã bất chi bất giác phân bố trên người mỗi đệ tử ma đạo, giá trị của ngạo phong cũng vì thế suy giảm đi khá nhiều. Nhưng mà, một khi ngạo phong thức tỉnh toàn bộ ý chí tổ long, vậy thì chắc chắn cậu ấy sẽ chiếm lấy vị trí quan trọng không thể thay thế của ma đạo. Chấn thủ biên cương nhân đạo đã có vạn lý trường thành, mà ngạo phong chính là vạn lý trường thành của riêng ma đạo tôi. Trên tường thành ngoài trừ hai người họ, còn có hai sát thần ma đạo, Bạch Vô Nhai và Lâm Thanh Thủy. Bộ đôi điên cuồng này không hiểu phong tình thế thái, bọn họ đang bàn luận sát đạo ở trận chiến trên sa mạc khổng lồ sát khí cuồng nộ thống hận tận trời cao của cả hai đồng điệu họ kề vai sát cánh chiến đấu cạnh nhau trong đêm gió tanh mưa máu không chỉ tâm thần hòa hợp đến đại đạo cũng xảy ra chiều hướng dung hợp hoàn mỹ ngân hồ là sát qua lâm thanh thủy là sát sinh giết chóc đều là tội lỗi bất luận có là sát qua hay sát sinh đều không phải là đại đạo hoàn hảo giết người đồng thời sẽ gánh chịu tội nghiệp giết chóc tổn hại đến bản thân giải thích sát qua là ý nói giết chết động vật nhằm ăn thịt Hết giải thích, đây chính là nguyên nhân khiến Lâm Thanh Thủy ngay từ ban đầu không thể chứng thiên tôn. Bây giờ, hai đại đạo tàn khuyết của Bạch Vô Nhai và Lâm Thanh Thủy đang dần hòa nhập, hợp thành một sát đạo hoàn mỹ. Một khi việc hợp nhất thành công mỹ mãn, có lẽ ma đạo tôi có thể đồng thời sinh ra hai vị thiên tôn lợi hại. Thời đại mạt phát đang ở ngưỡng cửa chấm dứt, mỗi một vị thiên tôn đối với ma đạo mà nói đều vô cùng đáng quý. Thùy Họa chỉ thoáng một cái đã thiêu dụi hàng ngàn dũng sĩ thổ tộc trên sa mạc khổng lồ như thế nào, thì đó cũng chính là kết cục của đệ tử ma đạo khi lâm trận đối đầu với thiên tôn ở phe địch trong tương lai. Nhằm phòng tránh bi kịch thảm khốc như vậy sẽ xảy ra, chỉ còn cách xây dựng nền tảng chiến lược cân bằng. Chỉ có như vậy, thì đệ tử ma đạo mới không trở thành lá khô héo úa bị thổi bay trong mưa to bão táp, bởi vì đã có người che mưa chắn gió cho họ. Thùy Hỏa không có mặt ở tường thành, cô ấy đang thao luyện đại quân trong thành lũy, Khương Tuyết Dương cũng không ở đây, cô ấy đang tĩnh tâm mộ đạo trong phòng mình tu hành của Tuyết Dương đã suy giảm khá nhiều, ở đây linh khí nồng đậm, vừa hay thích hợp cho cô ấy dùng để ổn định thanh lọc cơ thể, củng cố tu dưỡng nguyên thần, cảm ngộ khí tức tiên thiên ngũ hành gia tăng tu vi đạo pháp của bản thân. Trước mắt ma đạo chỉ có Khương Tuyết Dương tinh thông ngũ hành thuật pháp và pháp trận, mà cô ấy còn có sở trường luyện binh khí, long hồn hạo kỳ mà Thùy Họa sử dụng trước đây, và hắc kiếm của Kiêm Hà đều là tác phẩm do tự tay cô ấy tạo ra. Trong thời kỳ phát triển trước đây của ma đạo, Thủy họa là tướng sát phạt mở rộng bờ cõi và khuếch trương thế lực, đến giai đoạn trung gian và hậu kỳ, Khương Tuyết Dương mới là người quan trọng không thể thiếu trong gây dựng cơ nghiệp và chăm lo cho hậu phương. Đi đến tháp canh gác, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy Kiêm Hà, lần này tôi nhảy lên tường thành chính vì muốn tìm cô ấy. Từ lúc tôi rời khỏi bàn xa cốc, vẫn luôn chưa có cơ hội tâm sự trò chuyện với Kiêm Hà, đến tận ngày hôm nay, tôi mới có thời gian quan tâm đến nỗi lòng của cô ấy, nghe cô ấy giải bày những chuyện đau khổ mà cô ấy đã trải qua. Kiêm Hà vẫn đang mặc pháp y chiến đấu màu đen tuyền mà mộ dung nguyên duệ đã tặng trước đây, bảo rằng pháp y thật ra không khác đạo bào bao nhiêu, chỉ rộng rãi thông thoáng hơn đạo bào một chút. Kiêm Hà không có buộc tóc, để mặc mái tóc đen dài mềm mượt cùng bộ pháp y rộng rãi phất phơ tung bay theo làn gió. Tay ôm lấy hắc kiếm, mắt nhìn vô định về phía xa xăm, nhìn tinh thần có vẻ chán nản, không biết đang suy nghĩ điều gì, ngay cả khi tôi đến bên cạnh cô ấy cũng không phát hiện ra. Nghe tôi nhẹ nhàng gọi tên cô ấy, cô ấy mới quay đầu sang nhìn tôi chỉ cần một ánh mắt đôi mắt long lanh đã rưng rưng rơi lệ anh cuối cùng cũng nhớ đến em rồi kiêm hà lạnh giọng nói nhìn tâm trạng của cô ấy trong lòng tôi đau nhói tôi biết rõ sự lạnh nhạt của kiêm hà đều đang gắng gượng giả vờ mà thôi nhưng mà thời khắc này trong lòng tôi cảm thấy đau đớn như đang chịu ngàn nhát dao đâm tôi lại không biết nên an ủi cô ấy ra sao có những vết thương sẽ mãi mãi không cách nào vãn hồi được kiêm hà bị giam lỏng trong thành thủ dương suốt mấy đêm liền tôi thực sự không dám tưởng tượng cô ấy đã chịu đựng những nỗi tủi nhục khủng khiếp đến như thế nào từ lúc cô ấy theo tôi ra khỏi huyền quan của huyễn ma toàn bộ tâm tư của tôi đều tập trung vào sự nghiệp khôi phục ma đạo tình cảm mặn nồng hiếm thấy cũng hầu như trao trọn hết cho thủy họa thậm chí đệ tử ma đạo đến giờ vẫn chưa có ai biết mối quan hệ giữa tôi với kiêm hà màn đêm buông xuống tôi cẩn thận ôm lấy kiêm hà vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy lướt qua sóng mũi thẳng tắp rồi như có như không đáp lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào thân thể kiêm hà run nhẹ rồi mới thả lỏng hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy lưng tôi trong vòng tay tôi lặng lẽ nghẹn ngào cô ấy vốn trời sinh yêu mị dám yêu dám hận nào từng chịu đựng qua ủy khuất tủi nhục như vậy lắng nghe tiếng khóc nức nở của kiêm hà tôi cố gắng kìm nén đau xót lạnh giọng nói ông ta vỗ nhục em như vậy anh tất nhiên sẽ đòi lại công bằng cho em kiêm hà say đắm nhìn tôi lòng chợt nhói đau vừa phẫn nộ vừa ủy khuất nước mắt rơi như mưa ngày hôm đó thân thủ của em không bằng ông ta vốn, vốn định liều chết để giữ thân trong sạch, nhưng bị ông ta phong tỏa khí thức toàn thân làm em không thể động đậy. Sự thật và lý trí đều không thắng được tình cảm, lúc này tôi nghe thấy những lời cáo trạng của Kim Hà, sát ý giấu trong xương tủy đều bị đốt cháy trực chờ bùng nổ ra ngoài. Tôi có thể không quan tâm việc kiêm Hà bị làm nhục, vẫn như cũ yêu thương cô ấy, nhưng lão giả hiên viên kia, không giết ông ta thì tôi không thể chứng thiên tôn. Nhưng mà, em đã thuộc về anh, là người phụ nữ của anh rồi, kiếp này chỉ thuộc về một mình anh, bất luận là tình cảm hay thân thể này, đều không chấp nhận bị kẻ khác xâm phạm. Nói rồi, Kiêm Hà đẩy vạt áo để lộ ra cánh tay, trên làn da trắng nõn nả ấy, bất ngờ xuất hiện một vết máu. Ngay thời khắc ông ta phong ấn thần niệm của em, em bèn âm thầm đẩy một đạo kiếm khí lưu hình vào trong kinh mạch. Nếu như hiên viên đế dám làm nhục tấm thân trong sạch của em, em liền dùng kiếm khí đâm thẳng vào tim mà tự vẫn. Tôi chỉ biết thùy họa suýt chút nữa ngã xuống ở thành thủ dương, nhưng không nghĩ tới, kiêm hà đã quyết liệt bảo vệ sự trong sạch đến mức có ý định tự sát phong thân kiếm khí lưu hình đẩy vào huyết mạch chỉ cần một ý nghĩ liền ngay lập tức đánh thẳng vào tim mà chết bất kỳ thần niệm nào cũng không thể ngăn cản thực sự thì nếu không nhờ a lê kịp thời bắn vỡ bức tượng của hậu thổ nương nương có lẽ kiêm hà đã không còn trên đời này nghĩ đến điều đó tôi càng ôm chặt cô ấy vào lòng vỗ về an ủi thậm chí còn muốn cô ấy hòa quyện vào trong thân thể tôi khó trách kiêm hà lạnh nhạt với tôi đến bây giờ mới biết tôi suýt chút nữa phụ tấm chân tình mà cô ấy trân trọng như sinh mệnh rồi. chương 589, ba bên công thành một Tôi gặp gỡ kiêm Hà tại huyền quan thập vạn Đại Sơn, lần đầu gặp gỡ cô ấy tặng cho tôi tim ma đã được thanh tẩy suốt 3.000 năm, kể từ đó thì tôi và cô ấy huyết mạch tương liên. Một trận hoang đường ở đầm hoa đào, nếu nói là chúng tình độc thì chi bằng nói rằng tình khó kiềm chế được, sau đó tôi đã mang cô ấy ra khỏi huyền quan, rồi trở thành đệ tử ma đạo. Mà từ tâm sinh, âm hiểm xảo trá là thiên tính của ma, đặc biệt là huyễn ma. Mà từ trên người kiêm hà tôi không tìm thấy thứ gọi là ma tính. Trong trận chiến với giã tiên, vì để giúp tôi đánh bại băng long ngạo hàn mà không tiếc hao phí hết tất cả để thi triển lưỡng tâm chi, nếu không phải mộ dung nguyên duệ hào phóng tặng tôi cỏ long diên, thì kiêm hà cũng đã mất được nhiều năm. Đối với đệ tử ma đạo, thì cô ấy chính là kiêm hà tướng quân sát phạt vô song, trận giã tiên đã bộc lộ tài năng, trận âm sơn thì lại còn củng cố danh thiết huyết hán tướng hơn nữa trong chúng tướng ma đạo kiêm hà chỉ xếp sau thủy họa nhưng không ai biết rằng cô ấy là người tình mà tôi giấu đi cô ấy lại không phàn nàn gì về điều này vẫn luôn một mực tôn kính thủy họa hôm nay nếu không phải cô ấy đích thân nói ra những lời này với tôi tôi cũng không biết cô ấy lại nặng tình như vậy ôm kiêm hà trong lòng nhìn đất trời quy khư trong lòng tôi hiện lên một cuộn tranh bi tráng về chiến tranh về tình cảm đôi lứa từ xưa đến nay sông núi thịnh suy không có định số cụ thể khói lửa chiến tranh cuồn cuộn vó ngựa phi nước đại chạy đi rồi lại đạp về cát vàng che khuất mặt trời hoang vắng khắp trốn ngựa sắt tranh hùng nam trinh bắc chiến cuối cùng chỉ còn lại bầu trời hoàng hôn và ẩn hiện trong ánh chiều tà là những ngôi mộ lấp ló dưới cỏ ma đạo tái xuất cũng như vậy ban đầu tái xuất ở hàn hoang rồi liên tục chiến đấu không ngừng chỉ khi tuyết dương thất thủ ở núi thái âm năm đó mới nhẫn nhục dưỡng thương một năm sau khi tiến vào quy khư ngọn lửa chiến tranh lại bùng lên không một giây nghỉ ngơi nào vừa mới trở về từ núi bắc minh bên núi bất chu lại bắt đầu nhen nhóm động tính tôi thừa biết trong lòng kiêm hà có tâm sự nhưng tôi không có thời gian để hỏi mãi cho đến ngày hôm nay tất cả thời gian đều tập trung chuẩn bị cho chiến tranh mà đợi khi chúng tôi ra khỏi quy khư nhân gian sẽ lại tiếp tục tình thế tam đạo tranh giành đấu đá ngay cả khi ma đạo không là mục tiêu công kích thì cũng khó mà thoát khỏi bàn cờ của thiên đạo chiến loạn là vô tận không biết sẽ còn bao nhiêu người chết trong tương lai và bao nhiêu người sẽ được đưa vào cờ chiêu hồn nữa những đệ tử ma đạo đã chết này, bọn họ cũng có tình có nghĩa, bọn họ cũng muốn yêu và được yêu. Nhưng sau khi họ chết đi, thì không còn ai biết về tâm sự của họ nữa, tất cả trong quá khứ, dù nỡ hay không cũng đều tan thành mây khói. Nếu hôm nay tôi không đến hỏi Kiêm Hà, sợ rằng đến chết cũng không hay biết cô ấy lại có tình cảm sâu đậm với tôi đến như vậy. Tòng Tiền u oán ứng vô số, Thiết Mã kim qua, thanh trùng hoàng hôn lộ, nhất vãng tình thâm thâm kỷ hứa, Thâm sơn tịch chiếu thâm thu vũ. Khi xưa thời trẻ đọc thơ nạp lan dung nhược còn tỏ tường hết ý, nhưng hôm nay tôi mới hiểu được rằng, trong khói lửa chiến tranh đã che khuất đi bao nhiêu núi tiếc, cũng đã khô cạn biết bao nhiêu nữ nhi tình trường. Hoàng hôn màu xanh, chiều tà núi thẳm, mưa thu lất phất mới thật sự là bi thương. Đáng tiếc, tôi không thể ngừng lại bước chân của mình được, trận chiến phong thần là vận mệnh mà ma đạo không thể tránh khỏi. Tôi chỉ biết thở dài trong lòng một phen, cuộc chia tay hôm nay chỉ để hẹn ngày tái ngộ trong tương lai. Máu đã đổ hôm nay chỉ vì sự bình đẳng của chúng sinh ngày mai. Tôi cùng Kiêm Hà ở trên tường thành thật lâu, đến khi trăng lên cao mới để Kiêm Hà về nghỉ ngơi trước, đêm nay tôi chấn thủ tường thành. Em ở lại với anh, Kiêm Hà không chịu rời đi. Được, tôi cũng không ép cô ấy. Lưng tôi dựa vào tháp canh, Kiêm Hà ngồi trong vòng tay tôi. Những bông tuyết phấp phới bay, Kiêm Hà lặng lẽ ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi, ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ, cô ấy cũng ôm chặt lấy cánh tay tôi bông tuyết rơi trên má cô ấy rồi nhanh chóng tan biến cũng có bông tuyết rơi trên mi mắt rất lâu rất lâu cũng không biến mất khi tu vi đã đạt đến một trình độ nhất định thì thần niệm và sinh cơ sẽ không giảm sút nhưng sự mệt mỏi sẽ không vì tinh thần vẫn tràn đầy mà không xuất hiện vì đôi khi mệt mỏi không đến từ thể xác mà là linh hồn linh hồn không ngừng tiến về phía trước sẽ mỏi sẽ mệt lúc này rất cần sự buông lỏng tạm thời và quên đi tất cả tôi là ma đạo tổ sư phải gánh cờ chiêu hồn trên lưng sẽ càng mệt hơn người khác, người khác có thể buông xuống, nhưng tôi không thể bỏ cờ chiêu hồn trong huyền quan được. chương 590, ba bên công thành hai Bảy ngày trôi qua thật nhanh, trong bảy ngày này, đường núi do nhân, tiên hai đạo khai phá đã vượt qua bốn vạn bảy ngàn trượng, điều này thật khiến người ta không khỏi cảm khái rằng núi bất chu đúng là cao không thể với. Bốn vạn bảy ngàn trường vẫn không phải là chiều cao tổng thể, phần ở trong hư không và sương mù ít nhất cũng cao một ngàn trượng nữa. Ma đạo không hề nhàn rỗi, tuyết dương giảng đạo, thủy họa luyện binh, chúng chiến tướng đều tự mình luyện tập, màn đêm yên lặng không tiếng động, tất cả đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Vào hoàng hôn ngày thứ bảy, ba bên bạch đế, hiên viên đế và nguyên phượng thiếu nữ dường như đã hẹn trước vậy, đồng thời xuất hiện dưới chân núi Bất Chu, đóng trại cách ba biên trận của liên minh đạo môn tầm 50 dặm. Ba tòa biên thành nằm kề nhau dưới chân núi, cách nhau không xa. Nhân đạo ở bên trái, tiên đạo ở bên phải, ma đạo ở trung tâm, tối lửa tắt đèn có nhau, ba tòa biên thành đều nằm bên trong pháp trận công kích tầm xa của nhân, tiên hai đạo. Trong trận xa hải, ma đạo đã giết đến thổ tộc quân lính tan giã, vong hồn tiêu tán. Lần này hiên viên đế đã trở lại, chỉ còn lại 50 vạn binh lực, miễn cưỡng cùng với sích đế xem như tập hợp được trăm vạn vậy. Đương nhiên, thổ, hỏa hai tộc sẽ không lại xem ma đạo làm mục tiêu công kích, bởi vì chỉ cần thùy họa đánh đến đỉnh thành, thì không ai dám vượt qua lôi trì một bước lần này hiên viên đế chọn mục tiêu là biên thành của nhân đạo nằm phía bên trái sau khi bạch đế triệu hồi quân đoàn hắc long ông ta cũng chọn ra dũng sĩ từ gia tộc hiện đã lên được đại quân trăm vạn rồi đại quân của bạch đế chưa từng đối đầu với ma đạo nhuệ khí vẫn còn sức chiến đấu hiển nhiên cao hơn nhiều so với liên quân thổ hỏa hai tộc nhưng mà biểu hiện của quân đoàn hắc long lại có chút kinh ngạc quân đoàn hắc long vốn tham gia trận sa hải đã bị tiên đạo đánh cho chạy trở về nhưng lần này sĩ khí không những không giảm sút mà ngược lại còn dâng cao hơn trước. Đại quân Bạch Đế đối đầu với biên thành của Nhân Đạo. Chỉ cần nhìn vào sức chiến đấu hiện tại, cả Nhân, Tiên hai đạo cũng đều yếu thế, nhưng chìa khóa để giành chiến thắng trong trận chiến này nằm ở uy lực của pháp trận trên quy mô lớn, căn bản không liên quan đến sự chênh lệch về binh lực. Cả Nhân, Tiên hai đạo đều có pháp trận hệ lôi trên quy mô lớn, Nhân Đạo là trận ngũ lôi của đầu mẫu Nguyên Quân, Tiên Đạo là trận lôi kiếp tiên thiên canh kim. Mỗi pháp trận một thế mạnh riêng, sức hủy diệt tương đương với lực chiến thiên tôn mạnh nhất. Ngoài ra, còn có các pháp trận ngũ hành cỡ vừa và nhỏ khác nhau, chúng được sử dụng để lấp đầy các khoảng trống trong các pháp trận hệ lôi trên quy mô lớn, sức mạnh các pháp trận này có mạnh có yếu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, với cùng một số lượng người bố trận pháp, thì sức mạnh chiến đấu bộc phát chắc chắn vượt xa so với số ấy dũng sĩ hồng hoang. Bạch đế, hiên viên đế mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, cuối cùng chỉ còn lại Nguyên Phượng thiếu nữ đấu với Ma đạo. Trong trận chiến núi Bắc Minh, sóng thú ở núi Lưu Ba dồn đến cũng chỉ có 10 vạn hung thú, nhưng lần này thú chiều cuồn cuộn thay đổi liên tục, số lượng tăng lên gấp đôi, 20 vạn hung thú như hổ rình ngồi ở bên ngoài biên thành của Ma Đạo. Có bài học rút ra từ trận Sa Hải, quân đội của ba bên không muốn lại đánh trận đêm nữa, lại càng kiêng kỵ sâu sắc đối với mặt trăng huyết sắc trong đêm của Sa Hải, nên trận chiến sẽ chính thức nổ ra vào sáng mai. Sau khi giàn quân xong, Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ gần như đồng thời đến tường thành của Ma Đạo. Tác động của xung kích thú chiều núi Lưu Ba không phải là vấn đề nhỏ, binh lực ma đạo lại có hạt, vẫn mong pháp trận của hai nhà giúp đỡ thêm. Tôi nói với hai người họ, yên tâm đi, chỉ cần ma đạo bị công kích, nhân đạo ta nhất định sẽ lập tức trợ giúp. Tạ Lưu Vân đáp, tiên đạo cũng như vậy. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, cái ta lo nhất chính là ba bên đồng thời công kích. Khương Tuyết Dương nói, mặc dù nhân, tiên hai đạo đã hứa sẽ hiểm hộ cho biên thành của ma đạo bằng một pháp trận, nhưng nếu ba bên tấn công cùng một lúc, chắc chắn sẽ có lúc họ không thể tự lo liệu cho mình được, đến khi ấy thì ma đạo chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi. Nhưng đây vẫn chưa phải tình huống ngặt nghèo nhất, nguy hiểm chính là không biết bọn họ có chịu hy sinh quân át chủ bài hay không. Hiên viên đế nắm giữ đầu hình thiên, đây cũng là lý do tại sao ông ta vẫn có can đảm đến núi Bất Chu để tranh vị trí chủ của hồng hoang sau thất bại ở xa hải, chính là nhờ vào sự can đảm đến từ cơ thể bất tử của hình thiên. Đề cập đến vấn đề này, tạ lưu vân cau mày. Điều này rất có khả năng xảy ra, nếu không thì hiên viên đế cũng không có dũng khí xuất hiện ở đây. Núi Bất Chu cách thành thủ dương không xa, sau khi đầu của hình thiên bị tế xuất, với sức mạnh của hình thiên trước khi chết có thể sánh với đạo tổ, nhiều nhất trong 2 giờ thì ông ta đã đến được đây. Át chủ bài của Bạch Đế hiện còn chưa rõ, nhưng biểu hiện của quân đoàn hắc Long khiến người khác vô cùng nghi hoặc, khó hiểu. Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề này, Liễu Tri Nhung nói xen vào một câu, rằng quân đoàn hắc Long có lẽ đã nhận được truyền thừa của dạ đế dạ đế không phải là hậu duệ của si vưu sao làm sao ông ấy có thể chiến đấu cho bạch đế được tôi hỏi dạ đế đã mất quá lâu rồi linh thức của ông ấy sớm đã không còn nếu không thì cũng không để quân đoàn hắc long phản bội thủy tộc liễu chi nhung nói nếu thật sự là nhận được truyền thừa ý chí của dạ đế cục diện chiến đấu của tiên đạo sẽ vô cùng căng thẳng dạ đế và hình thiên là anh hùng cùng thời đại chiến lực cũng chỉ yếu hơn một chút so với hình thiên vậy thì phải xem ý chí truyền thừa của ông ấy là gì Đêm nay không ai được ngủ yên, trận chiến này rất cam gâu, biến số lại nhiều vô kể. Hiên viên đế cùng bạch đế đều có con bài của mình, nguyên phượng thiếu nữ khả năng cao cũng có riêng cho mình một quân bài. Không hiểu tại sao tôi luôn có dự cảm không lành, luôn cảm thấy lá bài của nguyên phượng thiếu nữ có lẽ là lá bài mạnh nhất. Ngày thứ hai, bình minh vừa ló dạng, ba cỗ sát ý mạnh mẽ và vô song, che trời lấp đất dâng lên từ phía trước. Hiên viên đế, bạch đế và nguyên phượng thiếu nữ đã tấn công ba biên thành của liên minh đạo môn cùng một lúc. chương 591, triệu hồi hình thiên một Sát ý từ ba bên, khói bụi cuồn cuộn bốc, đất trời mờ mịt, mây bay tứ tán, mặt đất sung chuyển. Bức tường thành bị hư hại yếu ớt sung lắc, thi thoảng lại rơi xuống một mảng tường gạch. Một tộc, tộc tương liễu sớm đã xếp sẵn trận hình trong thành, hai ngàn cung thủ còn lại của bộ tộc Đông Di đều xếp thành hàng bên trên tường thành, tay cầm cung gỗ khắc, mắt ưng nhìn chằm chằm về phía trước. Chúng chiến tướng của ma đạo đều cùng với tôi và Thùy Họa đứng trên đỉnh thành. Ngạo phong hóa thành cơ thể của tổ long mà treo phía trên cổng thành, A Lê đứng trên thân cậu ta, tay cầm thượng cổ cốt cung, con người đen lấy, tự nguyệt ma nhập thân. Sát khí càng ngày càng gần, ở giữa, thú chiều núi Lưu Ba xuất hiện đầu tiên. Vạn thú vô biên, đồng loạt gầm lên, xé rách bầu trời. Đầu tiên xông lên là thứ thú, xích viêm kim nghe thú, liệt thiên hủy, bát trào hỏa ly, san hô độc giác thú và những hung thú lớn khác. Xích viêm kim nghề thú toàn thân bốc cháy hừng hực, thân thể cực lớn, giống như ngọn núi lửa chuyển động vậy, liệt thiên hủy vẻ ngoài xấu xí, gió đen bao quanh thân thể, phát ra âm thanh như tiếng kim thạch va chạm, sát ý của nó là hung tàn nhất. Đằng sau những hung thú to lớn này, còn có vô số hung thú thượng cổ sống quần cư nữa, như anh chiêu, thực thiết thú, lôi thú, bạch trạch, hỏa thử, cửu anh, sơn tao, tạc xỉ, vân vân không chỉ thú chiều cuồn cuộn trên mặt đất, mà trên không còn có những ác kiêu to lớn che trời che mây, tất phương biết phun lửa, phi xà toàn thân đều là chất độc, thương dương một chân có thể hô mưa gọi gió, cùng dân đều có thể ngự hỏa bay lên. Hàng cuối cùng là một đám mãnh mã thú giáp đen nguyên thủy, ở vị trí trung tâm mãnh mã thú vương cao mấy chục trượng, non như một ngọn núi nhỏ, trên lưng là một thiếu nữ mặc hồng y, thiếu nữ hồng y không thấy được dung mạo, chỉ cảm thấy toàn thân thần quang chói mắt, tiến lên theo gió, phía sau là ngọn lửa đang biến hóa không ngừng. Trước không bàn đến lực chiến của thiếu nữ Nguyên Phượng chỉ với đạo nô thú này cũng đủ để khiến cô ta nổi tiếng khắp hồng hoang. Đại quân hung thú 20 vạn từ núi Lưu Ba đang tiến đến ngay tức thì, giả như pháp trận của nhân, tiên hai đạo không thể ngăn chặn chúng một cách hiệu quả, biên thành của ma đạo sẽ bị chúng phá hủy hoàn toàn trong chớp mắt. Tôi không đặt tất cả hy vọng của mình vào pháp trận của nhân, tiên hai đạo, giờ thanh kiếm anh hùng trong tay và hét lên chiến đấu vì ma đạo. Đệ tử ma đạo đồng thanh đáp lại, sĩ khí cùng lúc cũng tăng vọt. Sau đó, tôi bay xuống tường thành và đứng cách bức tường thành một khoảng cách 50 trượng. 50 trượng là khoảng cách giới hạn mà ma đạo của tôi có thể chịu đựng được. Sáu kiếm khí cự long được triệu hồi bởi ma kiếm ngự long quyết đều có long uy, mà long uy vừa hay có thể chấn áp bách thú, chỉ cần đợi thú chiều thoát khỏi khu vực được pháp trận nhân, tiên hai đạo bao phủ, thì tôi sẽ sử dụng sáu kiếm khí cự long kìm hãm đà tấn công của thú triều để chống khoảng thời gian cho xạ thủ tộc đông di tấn công. Thú chiều ngày càng đến gần hơn, tôi bắt đầu giải phóng luồng hình kiếm khí bằng thanh anh hùng kiếm hình kiếm khí là một sản phẩm độc nhất của kiếm đạo thái cổ được hóa thành từ kiếm khí mỗi một luồng cũng đều có một quỹ tích riêng linh động phi phàm bất luận là kiếm pháp đạo môn hay sát kiếm của võ đạo đều không cách nào khắc chế được kiếm khí chỉ có thái cổ tam kiếm đạo phương mới có thể phóng thích hình kiếm khí luồng hình kiếm khí của ma kiếm không bị gò bó luồng hình kiếm khí của quỷ kiếm lại khó nắm bắt luồng hình kiếm khí của thần kiếm lại phiêu giật không tì vết Điểm tinh tế của ma kiếm ngự long quyết là nó có thể thích hợp các dạng hình khí kiếm có cùng quỹ đạo lại thành một tổ hợp, hóa thành hình rồng, thêm vào chút thần niệm thì mặc tôi tự do điều khiển. Hình kiếm khí sẽ không tiếp tục tồn tại mãi, khi kiếm khí tiêu tan thì nó cũng biến mất, vậy nên kiếm khí cự long cũng sẽ biến mất theo. Nếu muốn giữ sáu kiếm khí cự long bên mình mãi mãi, thì tôi phải tìm cách để thần niệm và kiếm khí dung hòa lại với nhau mới có thể thực hiện được. Thú chiều đang cuồn cuộn đến, Đợi sau khi lao vào khu vực được bao phủ bởi pháp trận của nhân, tiên hai đạo, bầu trời và mặt đất cùng nhau rung chuyển, gió bão dữ dội, sấm sét cùng thể hiện uy lực của mình. Phát súng đầu tiên nổ ra là đại trận lôi kiếp canh kim của tiên đạo, một lôi hải trắng xóa và dữ dội đã hình thành trong không gian ngay trước mặt tôi. Bên trong lôi hải, tia chớp loạn xạ, sấm sét không ngớt, chúng sinh run rẩy. Một lát sau, lôi hải đánh vỡ đê, ngàn vạn tiếng sấm sét từ trên trời giáng xuống. Tiếng than khóc thảm thiết vang lên tia chớp lóe sáng, kèm theo đó là khói lửa dày đặc, dựng nên một cảnh tượng về sức mạnh hủy diệt của đạo môn mà chưa ai từng thấy ở thời hồng hoang quy khư. Chương 592, Triệu hồi hình thiên thai. Không biết có bao nhiêu hung thú chết dưới lôi kiếp của tiên đạo, hung thú to lớn còn có thể tiếp tục chịu công kích, những con nhỏ yếu thì trực tiếp tan thành mây khói. Đáng thương nhất chính là dân điểu, thương dương, vân vân, chúng bay lượn trên không trung và là kẻ đầu tiên hứng chịu lễ rửa tội của lôi kiếp. Ngay khi lôi kiếp kết thúc, pháp trận nhân đạo đón một luồng lửa về phía khu vực này. Ngọn lửa rơi xuống hóa thành biển lửa, thiêu dụi cơ thể hung thú, lại vang lên một tràng tiếng chu thảm thiết khác. Chỉ trong một thời gian ngắn, pháp trận của nhân, tiên hai đạo đã tiêu diệt hơn 5 vạn hung thú, một vài hung thú lớn có thể lao ra khỏi pháp trận thì cũng bị thương nặng, trên cơ thể bốc lên một làn khói dày đặc, bị chiến long mà tôi tiện tay triệu hồi loại bỏ ngay lập tức. Thấy vậy, nguyên phượng thiếu nữ kịp thời khống chế thú triều, tạm thời đình chỉ công kích. Mà vào lúc này, đại địch hùng mạnh của nhân đạo cùng tiên đạo cũng đều đã lao tới trước biên thành của họ, ánh sáng rực rỡ chuyển động, pháp trận thể hiện sức mạnh, trong nháy mắt, không biết bao nhiêu dũng sĩ vạn tộc hồng hoang đã biến thành cho bụi. Đây là tôn nghiêm của đạo môn, cận chiến, đạo binh thua hồng hoang, nhưng đánh tầm xa, đạo binh lại mạnh hơn dũng sĩ hồng hoang mấy chục lần. Thấy cảnh này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đại trận canh kim lôi kiếp của tiên đạo, ngay cả thân thể bất tử của Thùy Hỏa cũng không thể vượt qua, thiên tôn cũng khó tránh hơn nữa mà đạo của tôi đến giờ còn chưa thành lập đạo binh của chính mình chỉ dựa vào khương tuyết dương tự mình bố trí một ít pháp trận phụ trợ để có còn hơn không nếu như không có pháp trận quy mô lớn trận chiến phong thần trong tương lai mà đạo ngay cả tư cách tham chiến cũng không có so với nhân tiên hai đạo mà đạo căn bản là nền tảng quá mỏng khương tuyết dương mặc dù thông thạo vạn pháp nhưng lại không có binh để sử dụng sau khi hai pháp trận của nhân tiên hai đạo lần lượt thể hiện sức mạnh của chúng hiên viên đế Bạch Đế và Thiếu Nữ Nguyên Phượng ba bên đã dừng các cuộc tấn công. Hàng vạn thuật pháp trong pháp trận của đạo môn, lôi hải lại nằm trên không nên khó mà qua được, nếu phá pháp trận, át phải hy sinh con át chủ bài mạnh nhất của mình. Sức mạnh của pháp trận đạo môn đã để lại một nỗi ám ảnh trong lòng họ, ba tòa biên thành trước mặt đây có vẻ như không kham nổi một kích, nhưng dù sát ý tràn đầy như vậy vẫn khó mà di chuyển được một tấc. Sau khi trải qua lễ rửa tội của pháp trận, quân đội hiên viên đế và xích đế vẫn còn sót lại khoảng 6 vạn người, chỉ trách họ quá tham lam hiếu thắng, muốn giết địch, công thành để khích lệ sĩ khí nên thương vong mới nhiều đến vậy. Đại quân kim tộc của Bạch Đế mất 10 vạn người và thú tộc trên núi Lưu Ba tổn thất 5 vạn. Xét về tổng thể, sức mạnh quân sự của Liên minh Đạo Môn vẫn còn nằm ở thể bất lợi nghiêm trọng, thế nên dù bọn chúng đã hao tổn sức lực, nhưng chúng tôi cũng không thể chủ động bắt đầu trận quyết chiến. Nơi hậu phương mà chúng tôi không nhìn thấy, Hiên Viên Đế, Xích Đế, Bạch Đế, Nguyên Phượng thiếu nữ và thống soái Hắc Long đang tụ họp để thảo luận về vấn đề công thành. Hiên Viên đế nóng lòng muốn sử dụng đầu của Hình Thiên, nhưng đã bị Bạch đế cùng Nguyên Phượng thiếu nữ ngăn cản ông ta lấy nó ra. Hình Thiên là vị đệ nhất sát thần của Hồng Hoang, danh tiếng chỉ đứng sau cung công, vị thần của nước. Sau khi chết, oán niệm vẫn còn, lần xuất hiện này nhất định sẽ xem chúng sinh như kẻ thù, một khi mất kiểm soát, sẽ là tai họa cho toàn bộ thế giới Hồng Hoang quy khư điều quan trọng hơn hết là nếu hình thiên chiến tử thì không nói làm gì nhưng nếu không chiến tử sống sót đến cuối sẽ chỉ giúp ích hiên viên đế điều này đối với việc tranh giành khí số quy khư của bọn họ sẽ là một trở ngại vì vậy trừ khi thực sự cần thiết họ sẽ không sẵn lòng dùng cơ thể không đầu của hình thiên tuy nhiên vào lúc này sức mạnh đáng sợ của pháp trận liên minh đạo môn đã khiến họ không còn lựa chọn nào khác nếu hình thiên không xuất hiện tuyến phòng thủ của liên minh đạo môn vẫn sẽ kiên cố không thể bị phá vỡ theo cách này lựa chọn duy nhất là tế xuất đầu của hình thiên và triệu tập xác chết không đầu của hình thiên ở núi Thủ Dương. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ hiên viên đế, các tế tư của thần điện hiên viên đã xây dựng xong tế đàn. Trên tế đàn, có một hộp ngọc hình vuông đen như mực, bán kính ba trượng. Bốn mặt của hộp ngọc có khắc văn tự của tứ đại hung thú thời hồng hoang, gồm thao thiết, cùng kỳ, hỗn độn và đào ngột. Hình thiên vũ cán thích, mãnh khí cố thường tại, tức là hình thiên múa búa múa khiên, trí lớn luôn luôn còn, muốn phong ấn thần hồn của một chiến thần thời đại chỉ có ý chí của tứ đại hung thú huyền thoại của hồng hoang mới làm được hiên viên đế chỉnh lý y quan từng bước một đi lên tế đàn ông ta của hiện tại đã sớm mất đi uy nghiêm của bậc đế vương thứ còn lại chỉ là một khuôn mặt méo mó vì hận thù vì muốn triệu hồi công cụ báo thù mạnh nhất nên ánh mắt của ông ta dần trở nên hoang dại hơn hiên viên đế cầu trời niệm chú hình thiên hình thiên minh nhật dĩ quá đầu lô bất lai quân đầu thiên trảm, dĩ thành trần ai, vô đầu diên hoạt, hà thượng bồi hồi, huy cán thích, vũ cập điên, vì báo đầu lô hận, vạn tái quyết trường thiên, dịch nghĩa, ngày mai sẽ qua, đầu lại không đến. Trời chảm đầu quân, đã thành cát bụi, không đầu sống sao được, vì sao vẫn bồi hồi, múa giáo khiên, đạt đỉnh cao, để báo hận phần đầu, quyết chiến mãi về sau. Đợi khi hiên viên đến niệm xong âm tiết cuối cùng của câu chú, tất cả chữ khắc hung thú trên các mặt của hộp ngọc đều nổ tung. Một cái đầu người to lớn bay lên trời, chừng mắt nhìn núi thủ dương rồi hét lên, cơ thể của ta mau mau quay trở lại. Hình thiên phát ra âm thanh, âm thanh lan ra bốn phương tám hướng. Trong núi thủ dương, vạn thú hoảng sợ chạy trốn, núi sụp, đá lăn, khí đen vô tận điên cuồng bay ra từ sâu trong thung lũng. Núi thủ dương sụp đổ, đại địa nứt ra, cơ thể không đầu của hình thiên đứng dậy từ sâu trong lòng đất. chương 593, hình thiên trở về một. Tình hình bất thường ở núi Thủ Dương thì chúng tôi nhìn không thấy, nhưng mọi người ai cũng nghe rõ tiếng gầm của đầu Hình Thiên trong quân doanh của Hiên Viên Đế. Trong Sa Hải, Thủy Hỏa đã chặt đầu đại tế tư đứng đầu, chặt đứt huyết thống cuối cùng của tộc Hình Thiên. Một khi Hình Thiên sống lại, nhất định sẽ thẳng đến biên thành Ma Đạo tôi. Ngay cả khi không phải vì khoản nợ này, thì kẻ thù lớn nhất của Hiên Viên Đế cũng chính là Ma Đạo. Hình Thiên trước kia còn sống, đã có cấp độ chiến lực của đạo tổ, chiến ý đạo pháp không thể thương tổn ông ta muốn đánh với ông ta chỉ có thể là cận chiến. Đây là một trận chiến gian nan, nếu mà đạo không thể ngăn cản hình thiên phá thành, thì nhân, tiên hai đạo cũng sẽ không đánh mà lui, từ bỏ cơ duyên ở núi Bất Chu. Hai nhà bọn họ vẫn còn một sự lựa chọn, nếu họ rời đi kịp thời, hiên viên đế, bạch đế và nguyên phượng thiếu nữ có thể sẽ không truy sát bọn họ, nhưng ma đạo thì phải ở lại để ứng kiếp nạn hình thiên. Trừ phi, tôi có thể nhẫn tâm bỏ mặc mấy vạn đệ tử ma đạo ở quy khư này. Và lại, ngay cả khi chúng tôi thoát khỏi quy khư đi nữa, thời đại mạt Pháp kết thúc, nếu không có quy khư làm tổ đình của ma đạo, chúng tôi sẽ đối mặt với họa diệt phong sau khi ra ngoài. Tên của người, bóng của cây, hình thiên khi còn sống có lực chiến của đạo tổ, nhưng không biết trùng sinh sau khi chết thì lực chiến còn được bao nhiêu. Ngay cả khi ông ta rơi xuống đến cảnh giới thiên tôn, với ý chí bất khả chiến bại của mình, ông ta vẫn có thể xếp vào cảnh giới đỉnh cao của thiên tôn. Mấu chốt là hình thiên quá khó giết, không có đầu để chảm, tinh thần chiến đấu vạn năm bất diệt ý chí trường tồn sau khi nghe thấy âm thanh của đầu hình thiên phát ra tôi lập tức bay về hướng tường thành khương tướng trận chiến này chúng ta nên đối phó như thế nào tôi hỏi khương tuyết dương trầm mặc hồi lâu sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ mới nói trận chiến này đối thủ là chiến tướng đỉnh cao đệ tử ma đạo không thể tham gia độ khó cao hơn nhiều so với khi chúng ta hợp lực đấu với ám ảnh du hiệp bắc minh tú trong trận chiến cuối cùng ở núi thái âm Tất cả chúng tôi ở thời điểm đó chỉ mới đạt chiến lực nửa bước Thiên Tôn, Bắc Minh Tú đã sử dụng lực chiến Thiên Tôn mà nghiền nát Tam Tinh Sát Phá Lang chúng tôi. Dù cho là Tam Phương Tứ Chính thì cũng chỉ có thể phá vỡ hóa thân của ông ấy dựa trên sự phản chiếu của gương lên cơ thể người chết, mà bổn tôn ông ấy muốn giết chúng tôi lại là chuyện vô cùng dễ dàng. Vào lúc này đây, Hình Thiên đã trở lại thế giới hồng hoang, giống với Bắc Minh Tú khi đó. Ma đạo có bốn vị chiến tướng cấp bậc Thiên Tôn là tôi, Thùy Hỏa, Kiêm Hà cùng A Lê tính thêm đạo giết chóc hoàn mỹ của hai đại sát thần nữa thì tổng cộng lực chiến thiên tôn có sáu người chẳng lẽ sáu người chúng ta dùng toàn lực cũng không ngăn cản được ông ta sao tôi lại hỏi rất khó nếu hình thiên dễ giết như vậy hiên viên đế sẽ không coi ông ta là con át chủ bài để dùng nữa rồi hình thiên vạn pháp cũng khó làm thương tổn hiện giờ chỉ xem nhân tiên hai đạo có thể ra tay giúp đỡ không nếu không chỉ có chúng ta thì thương vong nặng nề ai ai cũng có họa sát thân khương tuyết dương nói Câu cuối cùng, mỗi người ai ai cũng đều có họa sát thân, tôi nghe xong cảm thấy tâm tình vô cùng nặng nề. Ma đạo không có nhiều chiến tướng đỉnh cao, đặc biệt là bảy người chúng tôi đến từ nhân gian, không một ai được phép ngã xuống. Căn cơ đã mỏng manh, nếu như không còn được ưu thế chiến lược đỉnh cao nữa, thì ma đạo trỗi dậy cũng không còn hy vọng gì. Con đường phong thần của A Lê Gian Nan, sự đau đớn khi niết bàn của Thùy Họa lại có ai hay? Bất luận là đạo giết chóc hoàn mỹ của hai đại sát thần hay 12 huyễn ảnh phân thân của Kiêm Hà, tất cả đều được mài rũa từ những trận chiến đẫm máu mà ra. Nếu như chết trong tay hình thiên, thì chịu làm sao được. Cũng không khó đánh đến vậy, hình thiên vốn đã chết từ lâu, lần trùng sinh trở lại với thể chất của vong linh. Tôi có thần uy của tử thần thái cổ minh giới, chưa chắc đã không thể đánh lại. Thùy họa nói, hình thiên truyền đến âm thanh, ai ai cũng nghe thấy, thấy chúng tôi đã lâu cũng không điểm tướng, chiến tướng hồng hoang quy khư ma đạo chủ động tiến lên. Đạo tổ, tộc tương liễu thỉnh chiến, liễu chi nhung nói, Đạo tổ, bộ tộc Đông Di thỉnh chiến. Tộc trưởng tộc Đông Di nói. Đạo tổ, một tộc thỉnh chiến. Đại tu trưởng một tộc nói. Ngoài bọn họ ra, còn có một số chiến tướng cấp bậc vương giả hồng hoang quy khư chủ động xin khiêu chiến. Kẻ thù của chúng ta là hình thiên, vị thần chiến tranh hùng mạnh trong quá khứ. Trận chiến này cực kỳ nguy hiểm, lơ là một chút ắt sẽ dẫn đến họa diệt thân. Tôi nói, nguyện vào cờ chiêu hồn, làm quỷ của ma đạo. Tất cả tướng lĩnh đồng thanh đáp, nghe được tiếng hét của họ, năm vạn đệ tử ma đạo đồng thanh hô lớn, nguyện vào cờ chiêu hồn, làm quỷ của ma đạo. chương 594, hình thiên trở về hai Nhìn vẻ quyết tâm trên gương mặt họ, tôi biết họ đều giữ ý định chết đi. Hình thiên khó đánh, nhưng đệ tử ma đạo tôi người nào cũng dũng cảm không sợ chết. Bất đắc dĩ, nước mắt lưng tròng mà điểm tướng, tôi triệu tập 12 chiến tướng bổn thổ từ hồng hoang quy khư. Tinh thêm cả ngạo phong, 20 người này sẽ đối mặt với hình thiên. Về phần nhờ cậy nhân, Tiên hai đạo ra tay giúp đỡ, mà đạo chưa từng cầu ai bao giờ, nếu bọn họ muốn giúp, thì không cần nói cũng sẽ làm. Nếu họ không đến, thì dù có cầu cảnh rồi cũng vô ích. Hơn nữa, mối thù hình thiên vốn là do ma đạo của tôi khiêu khích lấy, bọn họ không xuất hiện Âu cũng là điều dễ hiểu. Điều duy nhất có thể chắc chắn là, nếu ma đạo bị đánh bại, thì nhân, tiên hai đạo cũng chỉ có thể trở về tay không mà thôi. Kim thần ở Côn Lôn, Thủy thần ở Quy Khư. Tiên đạo Côn Lôn vùng dậy được là do sau khi Kim Thần Nhục Thu mất đi, đã để lại ý chí của mình ở núi Côn Lôn, tiên đạo được hưởng lợi vô số từ đó. Thế nhưng cung công lại dám đem thiên đạo xem như kẻ địch, sức chiến đấu lại cao hơn rất nhiều so với Kim Thần Nhục Thu, nếu ý chí của ông ta được đưa vào hàm cốc quan, khí số nhân đạo ắt sẽ tăng vọt. Mà hồn núi bất chu tiên đạo muốn có cũng rất quan trọng, không chỉ có thể trấn áp hồn cung công, mà còn có thể ổn định khí số tiên đạo. Bây giờ phải xem xem họ có nỡ từ bỏ cơ duyên ở quy khư này hay không. Cơ thể không đầu của hình thiên từ núi Thủ Dương đến đây phải mất hai canh giờ, sau đó đầu của ông ta sẽ hợp nhất lại với cơ thể rồi mới bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ. Trong hai canh giờ này, Bạch Đế, Hiên Viên Đế, thậm chí Nguyên Phượng Thiếu Nữ đều không phát động tập kích bất ngờ, biên thành nhân, tiên hai đạo cũng không có động tĩnh gì, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ đợi thời khắc hình thiên xuất hiện. Thời gian trôi qua rất chậm, mỗi giây trôi qua thật chật vật. Trong khoảng thời gian này, gió mây trên trời không ngừng thay đổi, mặt trời bị mây đen bao phủ, đất trời ảm đạm. Không biết từ khi nào, dường như ngay cả ý chí của thế giới quy khư cũng đã được đánh thức, hai vòng lốc xoáy đen kịt và sâu hút xuất hiện sau những đám mây đen, thờ ơ quan sát tình hình chiến đấu bên dưới. Sát phá lang có đủ tư cách hợp lực với nó để chống lại thiên đạo hay không, trận chiến của năm đạo quân ở núi Bắc Minh là một cuộc khảo nghiệm, kiếp nạn hình thiên càng là một trong những khảo nghiệm đó. Cuối cùng, hai canh giờ đã trôi qua. Âm thanh rung chuyển của mặt đất từ xa truyền đến, âm, 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 giống như tiếng trống đánh vậy. Vị đầu tiên phản ứng là thú tộc núi Lưu Ba, vạn thú thần phục, những hung thú cỡ lớn vẫn có thể duy trì tư thế đứng, còn hung thú nhỏ nhỏ thì bốn chi mềm nhũn mà khuỵu gối xuống, không dám ngẩng đầu lên trên cánh đồng phía đông, một người khổng lồ không đầu đang sải bước tới đây. Một bước đi là vài trượng, rất nhanh đã đến được trận doanh thổ tộc của Hiên Viên Đế dũng sĩ thổ tộc sợ hãi lần lượt tránh đi không ai dám nhìn thẳng vào người khổng lồ không đầu tôi tách thần niệm của mình ra và cẩn thận cảm nhận thấy được cơ thể không đầu của hình thiên tràn ngập khí đen đầy dậy oán niệm vác theo hai chiếc nguyệt luân chiến phủ khổng lồ cả người toàn máu trên tay xách theo vài đầu người đẫm máu tử ý trên người so với thủy họa lại nhiều hơn một chút oán niệm sâu đến mức khiến người ta phải dùng mình chiến thần hình thiên tên của ông đã lan truyền khắp lịch sử thần thoại trung quốc thật đáng tiếc người trở lại bây giờ không phải là anh hùng hồng hoang của lúc đó nữa, mà là một vong hồn tả coi tất cả chúng sinh như kẻ thù của mình. Linh thức không còn, sức chiến đấu ở cảnh giới thiên tôn mạnh nhất. Thùy Họa nói, thần uy của tử thần có tác dụng với ông ta không? Khương Tuyết Dương hỏi, không tác dụng, hiện tại tôi chỉ mới qua niết bàn 5 lần, muốn thu vong hồn hình thiên, ít nhất phải đợi tôi niết bàn đến lần thứ 7 mới có cơ hội. Lần niết bàn thứ 6 của Thùy Họa đã sở hữu lực chiến của đạo tổ bình thường, nếu niết bàn lần thứ bảy sẽ tương đương với phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo không ngờ rằng hình thiên đã mất đi nhưng oán niệm còn sót lại của vong hồn vẫn rất khó để xua tan trong lúc nói vài câu cơ thể không đầu của hình thiên đã đến bên cạnh tế đàn vứt lên cao cái đầu trong tay đúng sừng sướng ở đó cơ thể không đầu đứng yên tại chỗ trên bầu trời đầu của hình thiên lần nữa mở lời cuộc thăm dò gian khổ và dài đằng đắng kết thúc tại đây người chính nghĩa chân chính sẽ do vận mệnh tiết lộ Nói xong, đầu của Hình Thiên bắt đầu chậm rãi rơi xuống, ngay phía trên thân thể không đầu của Hình Thiên. Mỗi lần đầu xuống được vài phần, đại quân thổ tộc xung quanh tế đàn đều lùi lại vài trượng. Đợi khi đầu hoàn toàn đắp vào chỗ trống, lấy bản thân làm trung tâm, ông ta bắt đầu phóng thích sát ý vô tận ra xung quanh. Lúc này, không còn ai dám ở xung quanh tế đàn nữa. Khoảnh khắc đầu và cơ thể hợp nhất, lần nữa xuất hiện vô số thay đổi trên bầu trời. Mây đen cuồn cuộn, sấm sét nổ vang, bầu trời rung chuyển nhân tộc run rẩy không thôi, hung thú kêu la thảm thiết. Ngay cả hiên viên đế, người đã triệu hồi cơ thể không đầu của hình thiên, cũng thay đổi sắc mặt. Cuối cùng, đầu, thân của hình thiên hợp lại với nhau, từ từ mở đôi mắt, trong mắt cũng cháy rực lên hỏa diễm bích lam như thủy hỏa. Hình thiên nhìn xung quanh, cuối cùng dừng tầm mắt lại và nhắm đến hiên viên đế. Tại sao lại triệu hồi ta? Tại sao lại đánh thức ta? Thanh âm khàn khàn trầm thấp, hàm chứa diễu cợt với người sống. Anh hùng hồng hoang, tranh đoạt vì thắng lợi. Hiên viên đế thanh âm tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh vốn có. Kẻ địch ở đâu? Hình thiên hỏi, nơi đó, hiên viên đế rút thanh hoàng kim cự kiếm, chỉ về phía biên thành ma đạo. chương 595, huyết chiến hình thiên 1. Nhìn thấy hình thiên đưa mắt tới biên thành ma đạo, thì tôi biết rằng một trận chiến đẫm máu là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi rút ra kiếm anh hùng, trong miệng hô to, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng chiến nói xong liền dẫn theo tất cả chiến tướng ma đạo từ trên tường thành đi xuống hình thiên vạn pháp khó có thể đả thương nhưng kiếm khí không thuộc ngũ hành có thể tạo thành thương tổn không thể tránh khỏi cho ông ta trong trận chiến này tôi đánh tiên phong sức mạnh của thùy họa nằm ở quân uy và bộc phát hồn năng cả hai đều không thích hợp để đối đầu trực diện với kẻ thù tử thần của thái cổ minh giới cũng có một kỹ thuật chiến đấu đơn thể phán quyết tử thần nhưng bộ công pháp này chỉ có thể được lĩnh hội được sau khi hoàn thành lần niết bàn thứ sáu tôi đứng dưới thành, bắt đầu giải phóng dòng kiếm khí để tạo ra một kiếm hải. Ma kiếm ngự long quyết, kiếm hải và bản thân ma kiếm chính là ba nguồn sức mạnh chiến đấu chủ yếu của tôi. Trong số đó, kiếm hải là uy lực mạnh nhất, một lần tập trung bạo phát có thể tạo ra lực hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Lỗ hồng cũng rất lớn, tôi chỉ có thể sử dụng một lần trong trận chiến, và phải ở trong tình trạng được bố trí trước. Ngoài ra, tôi còn chiến đấu với thanh kiếm anh hùng. Với phù văn ma kiếm trên thanh kiếm, bây giờ sự hiểu biết của tôi về ma kiếm sâu sắc hơn không chứng thiên tôn bản thân cũng có thể phát huy lực chiến của thiên tôn chỉ là không ổn định như thủy hỏa kiếm khí cự long có chiến lực yếu nhất toàn bộ lục long xuất ra cũng chỉ tương đương với lực chiến của thiên tôn bình thường thiên tôn có ba cảnh giới thiên tôn bình thường thiên tôn mạnh nhất và thiên tôn đỉnh cao trong đó thiên tôn đỉnh cao đại biểu cho việc lĩnh ngộ đại đạo đã dung hợp với bản ngã bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân vào hư không để luyện hóa đạo thể thăng cấp đạo tổ Cùng một cảnh giới thiên tôn nhưng lực chiến thì vẫn có sự tranh lệch, cảnh giới Âu cũng là một cách gọi mà thôi, lực chiến đấu cụ thể phụ thuộc vào đại đạo mà cá nhân lĩnh ngộ được và công pháp đã tu hành. Phá quân hộ pháp thiên tôn năm đó cũng là đỉnh cao của thiên tôn, lực chiến mạnh mẽ vô song, trong trận chiến ở sông Vong Xuyên Âm Ti, miễn cưỡng đánh bại cửu u nữ đế cấp bậc đạo tổ mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Sau khi kiếm hải được tạo ra, tôi cắm thanh kiếm anh hùng vào lòng đất để ổn định kiếm hải. Hình thiên có lực chiến vô song, Kiếm Hải là chỗ dựa lớn nhất cho cuộc quyết đấu giữa tôi với ông ta, cũng là bước nền tảng để kiểm tra sức mạnh chiến đấu của ông ta. Thùy Họa đứng bên cạnh tôi, sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào. Trên không trung, A Lê đứng trên người ngạo phong, tay cầm thượng cổ cốt cung, hóa thân thành nguyệt ma, sát khí dâng cao đến cực điểm. Kiêm Hà triệu tập 12 huyễn ảnh phân thân đứng ở bên trái, 12 Kiêm Hà, huyễn ảnh trùng trùng, lạnh lùng mà mê hoặc. Bạch Vô Nhai và Lâm Thanh Thủy sóng đôi với nhau, đứng ở phía bên phải, sau khi tâm ý của họ giao nhau, sát khí mạnh đến tột đỉnh. Tiếp đó là Liễu Tri Nhung, đại tù trưởng mục tộc, tộc trưởng bộ tộc Đông Di cùng 12 chiến tướng của Ma Đạo. Khương Tuyết Dương đứng trên đỉnh thành, cô ấy không cần phải vào phạm vi chiến đấu, đứng trên đỉnh thành có thể gia tăng cho chúng tôi bốn loại chúc phúc của phong thần. Đạo của Tham Lang nằm ở sự biến hóa trận pháp, năng lực chiến đấu cá nhân của Tuyết Dương thực sự rất hạn chế. Sau khi Ma Đạo hoàn thành việc chuẩn bị, Hình Thiên đã xảy bước đến trước trận hình Ma Đạo lúc này toàn bộ người của tôi đang đứng sau kiếm hải xuyên qua kiếm hải vô hình mà đối mặt với hình thiên quan sát hình thiên từ khoảng cách gần cảm thấy ông ta vững trái như một ngọn núi toàn thân bị khí đen bao quanh hai mắt hừng hực hỏa diễm bích lam giống như ma thần đến từ địa ngục sau khi cẩn thận cảm nhận thần niệm của hình thiên tựa hồ không yếu hơn thần niệm phân thần của nữ oa trong đại miếu thần thức ẩn chứa sát khí vô tận cùng sự điên cuồng khiến người ta không dám nhìn thẳng vào với thần niệm của ông ta Đương nhiên dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại kiếm hải của tôi, nhưng ông ta chỉ dừng lại trong chốc lát, rồi bước vào trong kiếm hải. Kiếm hải này đều do thức thần của tôi khống chế, một khi Hình Thiên bước vào trong đó, tôi lập tức cảm nhận được một luồng xung kích thần niệm to lớn, thân thể chấn động. Tôi vội vàng ổn định tâm trí, nắm chặt chuôi kiếm anh hùng bằng cả hai tay. Với ý chí bất khả chiến bại cộng thêm thể chất chiến thần vạn pháp không thể thương tổn, Hình Thiên đi xuyên qua kiếm hải, mặc cho vô số luồng kiếm khí cứ liên tiếp vào người thể chất chiến thần của ông ta vẫn không hề hấn gì. Mỗi bước tiến về phía trước, tôi lại nhận thêm một tầng áp lực nặng nề. Với bước đi của hình thiên, áp lực tôi nhận lại ngày càng lớn, kiếm hải có nguy cơ bị phá vỡ bất cứ lúc nào, một khi mất kiểm soát, thức thần của tôi sẽ chịu phản phệ dữ dội. Lúc này, thủy hỏa từ phía sau tôi bước tới, rút đao và chém vào kiếm hải. Một đao vào nước, bên trong kiếm hải dậy lên một cơn sóng lớn. Ngay khi con sóng lớn được kích hoạt, Khương Tuyết Dương trên tường thành đã phẩy tay để triệu tập một cơn cuồng phong. Cuồng phong thổi vào những con sóng khổng lồ, rít lên và tràn về phía hình thiên. Khi màn nước đến gần, khóe miệng hình thiên hiện lên một nụ cười diễu cợt, ông ta vung vẩy nguyệt luân chiến phủ khổng lồ trong tay, gầm lên, phá. mươi 596, huyết chiến hình thiên 2. Làn sóng khổng lồ vỡ tung như thủy tinh, thổi bay không biết bao nhiêu hình kiếm khí. Làn sóng khổng lồ này hội tụ sức mạnh tam tinh sát phá lang, mặc dù cuối cùng bị hình thiên đánh bại nhưng vẫn gây cho ông ta tổn thất không nhỏ thậm chí còn khiến người của ông ta phải lui về phía sau mấy bước trực tiếp ra khỏi kiếm hải hình thiên bị ảnh hưởng nặng nề bởi điều này tức giận không thôi khí đen từ cơ thể ông ta lại dâng trào lao về phía chúng tôi thấy vậy tôi dứt khoát rút thanh kiếm anh hùng ra toàn bộ kiếm hải được điều khiển bởi anh hùng kiếm của tôi hóa thành một luồng hồng lưu kiếm khí đối đầu trực diện với chính hình thiên đùng một tiếng nổ siêu thanh được tạo ra khoảng không trực tiếp bị phá vỡ. Sức mạnh hủy diệt do luồng Hồng Lưu kiếm khí này mang theo đã vượt qua cảnh giới của thiên tôn mạnh nhất, không kém gì thiên tôn đỉnh cao cả. Hình Thiên ngược dòng mà đi, cho dù là thân thể chiến thần bất tử bất diệt của ông ta, thì cũng hoàn toàn chịu không nổi. Da bị nổ tung, máu tươi phun ra, dù sao cũng là chiến thần của một thời đại hồng hoang, ý chí bất bại kiên cố khó mà đánh lùi, Hình Thiên không né không tránh, mặc cho Hồng Lưu kiếm khí xông đến, cũng sẽ không lùi dù chỉ một bước. Nguyệt chi ám diệt, Nguyệt ma giáng lâm, diệt. A Lê ra tay rồi. Kể từ khi hình thiên xuất hiện, A Lê đã cố gắng khóa chặt khí thức thần niệm của hình thiên, phải đến lúc ông ta hoàn toàn tập trung vào việc chống lại dòng hồng lưu kiếm khí, thì thần niệm mới lộ ra kẽ hở. Mũi tên này là mũi tên mạnh nhất cũng là mũi đầu tiên mà A Lê bắn ra sau khi phong thần, trước khi rời dây, sát khí đã bùng phát trong không khí. Một mũi tên bắn ra, khoảng không vỡ tan, lại nghe thấy một tiếng chấn động khác, khí đen bốc ra từ cơ thể của hình thiên đợi khi màn khí đen tản đi mũi tên của a lê đã găm vào tim ông ta rừ hình thiên ngẩng đầu gầm lên một tiếng đẩy lùi dòng kiếm khí hồng lưu sau đó tay cầm nguyệt luân chiến phủ đập vào phần lông đuôi của mũi tên mũi tên xuyên qua cơ thể ông ta để lại một lỗ máu kinh khủng những người chứng kiến cảnh tượng này đều run rẩy không ngừng hình thiên đã sống chết hàng ngàn năm nhưng vẫn rất dũng cảm và khó mà ngăn cản điều đó cho thấy năm đó ông ta khi chiến đấu mà không có phần đầu đã đội trời đạp đất hào hùng biết nhường nào lay trời thì dễ mà động hình thiên thì khó tuy nhiên anh hùng một thời đã tiêu tan giờ đây hình thiên là hóa thân của ác ma kẻ thù của mọi sinh vật sống lúc này sức mạnh của kiếm khí hồng lưu đã cạn kiệt tôi bắt đầu dùng ma kiếm ngự long quyết triệu hồi sáu kiếm khí cự long long chiến vu dã kỳ huyết huyền hoàng chiến long hiện thân phát ra một tiếng rồng gầm nhanh chóng và dữ dội lao về phía hình thiên tan vỡ đi loài côn trùng nhỏ bé yếu kém với một tiếng gầm lớn hình thiên vung nguyệt luân chiến phủ và chặt đầu của chiến long. Chiến long vội vàng né tránh, nhưng cơ thể rồng của nó quá khổng lồ, đầu rồng tuy đã thoát được, nhưng lại bị hình thiên dùng nguyệt luân chiến phủ chém mạnh vào phần thân thể. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu la thảm thiết, cơ thể rồng của chiến long trực tiếp bị vỡ vụn, hình kiếm khí nhanh chóng sụp đổ và biến mất. Sáu con rồng đều đã xuất chiến, hình thiên lại không hề hấn gì. Thùy Hỏa và tôi nhìn nhau, rồi cùng nhau lao về phía trước để đón địch. Ma kiếm thao thao, dưới sự thôi thúc kép từ đạo thất sát cùng tim ma, tôi chiến đấu quyết liệt với Hình Thiên bằng thanh anh hùng chi kiếm. Thùy Hỏa đang cố gắng hết sức để kích phát thần uy tử thần, dùng hồn chi bi thương phối hợp với tôi mà đánh. Cho dù Hình Thiên có dũng cảm đến đâu, sau nhiều lần bị thương thì lực chiến cũng bị suy giảm đi. Tôi và Thùy Hỏa đã xuất toàn lực, cùng với nguyệt thần chi tiến của A Lê bắn liên tục, cũng đủ để kìm hãm đà tiến của Hình Thiên. Đợi khi tình hình chiến đấu ổn định, Kiêm Hà đi đầu tham chiến từ bên ngoài, khuếch đại lợi thế từng chút một tiếp đó là hai vị đại sát thần tham chiến, rồi tới 12 chiến tướng hồng hoang quy khư. ưu thế càng lúc càng lớn, hình thiên chỉ có một mình bất lực, chỉ có thể dựa vào ý chí bất khả chiến bại mà cắn răng chống đỡ. Theo thời gian trôi qua, hình thiên bị thương càng ngày càng nhiều, tốc độ vung nguyệt luân chiến phủ cũng ngày càng chậm. Mà điều đó không dễ dàng đối với chung chiến tướng ma đạo bởi vì tôi đang chiến đấu với hình thiên, xung kích thần niệm và sự nguyền rủa nỗi oán hận của ông ta đã tiêu hao thần niệm của chúng tôi rất mãnh liệt dưới sự hợp lực bao vây của mọi người thân thể chiến thần của hình thiên gần như bị xé nát mắt thấy ông ta sắp ngã xuống đất ngay lúc này ông ta đột nhiên phát ra một tiếng giống như gầm thét trong miệng hét lớn cần cái đầu này làm gì nói xong ông ta dùng dìu trái chém vào đầu chỉ nghe thấy một tiếng nổ bùm đầu của hình thiên bay lên trời a lê tôi hét lên a lê ra tay kịp thời bắn một mũi tên vào đầu hình thiên một mũi tên trúng đích đầu của hình thiên nổ tung trong không trung Tôi tưởng rằng nếu đầu của Hình Thiên bị phá hủy thì Hình Thiên không đầu cũng không thể tồn tại được bao lâu. Ai mà biết được, tôi đã sai lầm hoàn toàn, nếu nói Hình Thiên hoàn chỉnh vẫn có cơ hội thắng trận thì Hình Thiên không đầu này hoàn toàn là không thể đến gần. Sức chiến đấu không những không giảm đi nửa phần, mà ngược lại còn tăng lên gấp mấy lần. Chúng tôi toàn lực ra tay, cũng không thể ngăn chặn hành động của ông ta được nữa. Điều an ủi duy nhất là Hình Thiên không đầu đã mất đi ý thức, không còn cách nào khóa chặt mục tiêu để phát động công kích. Nếu không, thì chắc hẳn sẽ có ai đó ngã xuống. Thất bại bắt đầu hiện diện, không ai có thể trực tiếp chặn cuộc tấn công hỗn loạn của hình thiên không đầu. Mắt thấy hình thiên đang ngày càng đến gần biên thành ma đạo của tôi, một khi ông ta vào thành, các đệ tử ma đạo sẽ phải chịu một cuộc thảm sát đẫm máu. Không còn lựa chọn nào khác, Thùy Hòa quyết định trải qua lần niết bàn thứ sáu. Nhưng cô ấy vừa mới hoàn thành lần niết bàn thứ năm không bao lâu, lúc này niết bàn, đối với cô ấy mà nói không phải chuyện tốt lành gì, chẳng những không thể bước gần đến việc thức tỉnh uy lực tiềm ẩn của tử thân, ngược lại còn có thể ảnh hưởng tu hành phá vỡ thần niệm của cô ấy thùy họa để anh anh chứng thiên tôn tôi nói không được anh là đạo tổ lúc này mà chứng thiên tôn chiến lược tăng lên đối với mà đạo ta cũng sẽ không có ích lợi gì thùy họa nói sau thiên tôn tu hành càng lúc càng khó khăn cho nên thiên tôn không thể dễ dàng chứng nếu lúc này tôi chứng thiên tôn vậy thì sức chiến đấu vẫn thuộc về thiên tôn mạnh nhất sẽ không có sự thăng tiến về chất. Thậm chí đối với ma đạo mà nói, đây còn là một tổn thất cực lớn, bởi vì tôi là đạo tổ. Nhưng mà, tôi không còn lựa chọn nào khác, nếu tôi không chứng thiên tôn, không ai có thể ngăn được hình thiên không đầu nữa. Đạo thất sát của tôi vốn đã viên mãn từ lâu, bị tôi áp chế còn thiếu một chút đến mức khổ sở. Giờ khắc này, đối mặt hình thiên không đầu điên cuồng công kích, tôi thu liếm tâm thần, cắm anh hùng kiếm xuống đất, trong miệng nói thất sát, kẻ tặc làm loạn nhân thế. Cầm miệng. Một đạo thần niệm mạnh mẽ vô song đã cắt ngang lời tuyên ngôn của tôi về sự viên mãn của đạo thất sát. Chương 597, tình duyên khó dứt một. Nghe một câu dừng tay vang lên, tôi quay đầu nghi hoặc nhìn. Chỉ thấy năm đám mây bồng bềnh đang vội vã bay từ biên thành tiên đạo đến đây. Là Mộ Dung Nguyên Duệ, nhìn cô ấy chạy tới, trong lòng tôi có đôi chút ngỡ ngàng, nhưng càng vui mừng nhẹ nhõm hơn. Vô vật kết đồng tâm, yên hoa bất kham tiến, tạm dịch, lấy gì để kết mối lương duyên? làm sao rời bỏ khói hoa những ngày trở lại đây tôi chưa từng nhớ đến cô ấy cho dù ánh mắt vô tình chạm nhau nhưng cũng chỉ sướng sở bối rối trong giây lát mà thôi bởi vì tôi biết giữa tôi và cô ấy đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa tôi là ma đạo tổ sư cô ấy là tiên đạo tổ sư tương lai quy khư sẽ là lần hợp tác cuối cùng của chúng tôi vốn dĩ sau khi đặt dấu chấm hết cho thế giới ma pháp thì hai đạo nhân tiên đóng vai trò là nhân vật cạnh tranh chủ chốt mà đạo mới có thể lay lắt tìm cách sinh tồn trong kẽ hở. Nhưng mọi chuyện lại chuyển biến bất ngờ từ lúc Khương Tuyết Dương trùng sinh, Thùy Họa thành công niết bàn lần thứ năm, nên hai đạo nhân tiên bao gồm cả âm ti, đều không thể dung tha cho sự tồn tại của ma đạo nữa. Ra khỏi quy khư, tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ sẽ đứng ở hai bờ chiến tuyến. Vì thế, tôi không ngờ cô ấy sẽ ra tay tương trợ, hay chí ít không phải đúng lúc này. Sau khi đầu của hình thiên vỡ vụn, thân thể mất đầu của hình thiên đã không còn ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến toàn cục, nhiều nhất cũng chỉ gây ra hỗn chiến trong quân doanh ma đạo, đợi thần niệm của hắn cạn kiệt, ý chí bất bại sẽ triệt để tiêu tán thành mây khói. Nếu ma đạo không may chịu thiệt hại nặng nề thì đều có lợi cho nhân đạo và tiên đạo, vì thế mộ dung nguyên duệ thật ra không nhất thiết phải ra tay tương trợ. Mộ dung nguyên duệ vừa hiện thân, bốn phân thân kết hợp với bổn tôn, nhanh chóng bày bố trận pháp tiên thiên ngũ hành, ngay lập tức giam cầm thân thể mất đầu đang điên cuồng vùng vẫy của hình thiên. Mới đầu với đạo chiến thần của cửu thiên huyền nữ, Đến cả phá quân hộ pháp Thiên Tôn cũng không dễ dàng tìm ra cách phá trận, tuy rằng mộ dung nguyên duệ vẫn không sánh bằng Cửu Thiên Huyền Nữ trước đây, nhưng hình thiên mất đầu cũng không phải phá quân năm đó. Dưới sự điều khiển điêu luyện của mộ dung nguyên duệ, bổn tôn và phân thần liên tục ngang ngược luân chuyển, mỗi khi hình thiên tiến công thì năm người này sẽ ngay lập tức đồng tâm hiệp lực dồn ép hắn ta. Mộ dung nguyên duệ đã chứng được thiên tôn năng lượng công kích ngũ hành bạo phát do năm vị thiên tôn lợi hại đồng thời ra tay thậm chí còn vượt xa kiếm khí hồng lưu mà kiếm hải của tôi diễn hóa được. Thế nhưng, cho dù như vậy, hình thiên cứ mãi chịu chi phối của ý chí bất bại, tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ. Theo thời gian dần trôi qua, áp lực mà mộ dung nguyên duệ đè nặng trên vai ngày một khó khăn hơn, khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều dần lộ ra vẻ mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm nhễ nhại trên làn da lạnh giá. Do vướng phải hạn chế của trận pháp, chúng tôi không thể giúp đỡ cô ấy một tay chỉ đành đứng yên dương mắt nhìn cô ấy điên rồ hao hụt thần niệm liều mạng giữ chặt hình thiên không đầu trong lòng giam gào hình thiên vùng vẫy mãi nhưng không thể thoát khỏi lòng giam bèn phẫn nộ hét lên một tiếng gầm gừ vang trời tựa như âm thanh sấm sét đùng đùng giữa trời quang giữa bụng bỗng xuất hiện một cái miệng to đầy máu tươi ngược trái mọc ra một con mắt tà ác đỏ chói. trong sơn hải kinh hải ngoại tây kinh có ghi chép rằng hình thiên cùng đế tranh thần cuối cùng bị đế chặt đứt đầu chôn thân tại núi thường dương hắn lấy nhũ làm mắt lấy rốn làm miệng, tiếp tục cầm khiên và dìu vùng vẫy chiến đấu. Đây là hình dạng cuối cùng của hình thiên, mắt tà một khi đã mở ra, chiến lược của hình thiên bạo phát như ngọn núi lửa phun trào dữ dội. Điều quan trọng nhất là, hình thiên đã mở mắt ta sẽ không tiếp tục liều lĩnh bất chấp sông lên như kiến mất đầu nữa, mà lập tức tập trung toàn bộ thần niệm khóa chặt trên người mộ dung nguyên duệ. Nhìn ra sự việc không ổn, tôi vội vã nói với mộ dung nguyên duệ, mộ dung nguyên duệ, tránh ra nhanh lên. Mộ Dung Nguyên Duệ nhanh chóng nhận ra sự biến hóa bất thường của hình thiên, biết sau khi hình thiên bại lộ hình thái cuối cùng sẽ không còn cách gì chống chọi lại hắn, bốn phân thần cùng bổn tôn đồng thời đứng yên tại chỗ rồi nhún người nhảy lên cao, chớp mắt đã bay ra xa mười mấy trượng, mà Khương Tuyết Dương cũng vừa hay tăng thêm lời chúc phong thần cho cô ấy, giúp cô ấy có được năng lực phi hành tức thời. Trên trời chỉ là một mảng tối tăm, cái chết đã ban xuống, cơ thể nhỏ bé đó của ngươi đã định sẵn phải vỡ tan thành từng mảnh rồi đấy. Hình Thiên ngước nhìn Mộ Dung Nguyên Duệ đang lơ lửng trên không trung, hét to câu đó, rồi hung hăng ném thẳng một nguyệt luân chiến phủ vào Mộ Dung Nguyên Duệ. Giải thích nguyệt luân chiến phủ là diều hình bán nguyệt, hết giải thích, nguyệt luân chiến phủ phát ra ánh sáng chói lóa, nhìn y hệt một chiếc quạt sắt khổng lồ, xoay tròn với tốc độ chớp nhoáng phóng thẳng đến chỗ bổn tôn Mộ Dung Nguyên Duệ. Cảm giác sợ hãi tuyệt vọng bao trùm lấy Mộ Dung Nguyên Duệ, hốt hoảng dùng phân thân ngăn chặn. Phân thân tiên thiên ly hỏa bị nghiền nát đầu tiên, hóa thành cho bụi tan biến giữa không trung tiếp theo là quý thủy, ất mộc, canh kim, chương 598, tình duyên khó dứt hai. Đợi bốn phân thân liên tiếp bị phá hủy hết, dù đã làm suy giảm tốc độ của Nguyệt Luân chiến phủ của hình thiên đi đôi chút, tuy nhiên vận tốc di chuyển của nó vẫn nhanh đến mức đáng sợ, sát cơ hủy diệt hồng dồn ép mộ dung nguyên duệ ngã xuống đất. Hơi thở của mộ dung nguyên duệ bị hình thiên bóp nghẹt, nếu như không có ai kịp thời ra tay ngăn cản, nhất định cô ấy khó thoát khỏi kiếp nạn này. Ngay lúc hình thiên ném Nguyệt Luân chiến phủ, tôi lập tức nhờ lời chúc phúc phong thần của Khương Tuyết Dương gia tăng sức mạnh rồi đạp gió bay qua. Vốn dĩ tôi không đủ sức đuổi kịp tốc độ chấp nhoáng của Nguyệt Luân Chiến Phủ, nhưng nhờ mộ dung nguyên duệ liên tục dùng bốn phân thần ngăn cản, làm suy giảm tốc độ của Nguyệt Luân Chiến Phủ mới tạo ra cơ hội cho tôi. Giữa các vị tướng lĩnh ma đạo, tốc độ phá không tức thời của tôi được xem là nhanh nhất, bởi vì tôi từng cùng A Lê luyện tập mấy tháng ở Hàn Hoang, nên tôi có cảm mộ sâu sắc về tốc độ siêu phàm của Nguyệt Ma, bây giờ được lời chúc phong thần của khương tuyết dương hỗ trợ tôi lao nhanh về phía mộ dung nguyên duệ như một tia chấp vừa kịp trước thời khắc nguyệt luân chiến phủ đến gần chắn ngay trước mặt cô ấy dùng kiếm anh hùng chặn nguyệt luân chiến phủ nguyệt luân chiến phủ xoay chuyển không ngừng chém liên tiếp vào thân kiếm anh hùng tiếng kim loại va chạm vang lên ẩm ý tia lửa bắn lên tung tóe hai tay tôi cầm chắc kiếm vừa khổ sở chống đỡ vừa bị lực công kích mạnh mẽ của nguyệt luân chiến phủ ép phải từ từ lùi về sau không có kiếm anh hùng thì tất cả mọi thần khí đều không chống đỡ nổi sự công phá bạo liệt của Nguyệt Luân Chiến Phủ. Sự ma sát pha chạm gay gắt của hai binh khí, kiếm anh hùng bỗng trở nên nóng rát như bị lửa thiêu đốt, rất nhanh đã bắt đầu bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa thiêu đốt cả hai bàn tay tôi, cho dù thân xác tôi đã thành thánh, cũng không thể xem thường sức nóng khắc nghiệt như dung nham này, nỗi đau truyền khắp cơ thể, tôi chỉ đành cắn răng nhẫn lại chịu đựng bởi vì lúc bấy giờ tôi đã không thể thoát thân được nữa, chỉ có thể cố hết sức gắng ngượng đến cùng. Nguyên Duệ, cô mau đi trước đi. Phát hiện ra mộ dung nguyên duệ vẫn còn đứng ở đằng sau tôi, tôi vội nói. Tôi không biết bản thân còn kiên trì được bao lâu, bây giờ chỉ có thể bảo cô ấy tránh ra trước. Nghe xong, mộ dung nguyên duệ vẫn lặng lẽ đứng yên một chỗ. Ngay lúc tôi chuẩn bị thúc giục cô ấy lần nữa, đột nhiên đôi bàn tay vươn ra từ phía sau, ôm chặt lấy eo tôi. Ghé sát vào tai tôi nhẹ nhàng thỏ thẻ, ta vốn vì ngươi mà đến đây, tại sao phải bỏ đi chứ? Đừng quên, cô là tiên đạo tổ sư tương lai. Tiên đạo tổ sư sao, chẳng lẽ người thật sự nghĩ rằng ta xem trọng chức vị đó lắm à? Tôi không còn bàn cái gì nữa, chỉ có thể chịu đựng nỗi đau thiêu đốt tận tâm can, dùng tình ý giạt rào này hóa thành dũng khí vô hạn, nắm chặt thanh kiếm anh hùng liều chết ngăn cản đòn tấn công máu lửa không ngừng nghỉ nguyệt luân chiến phủ. Mộ Dung Nguyên rệ vòng hai tay ôm chặt lấy tôi, không khí trở nên mập mờ ám muội. Tôi biết, một màn tình cảm này sẽ khiến đệ tử đạo môn kinh hồn bạt vía không kém hình thiên. Không ai ngờ được, tiên đạo tổ sư tương lai sẽ bất chấp nguy hiểm không màng mọi thứ bỏ quên mọi tôn ti lễ giáo liều mạng sống chết ôm chặt lấy một người đàn ông mà tên đàn ông này còn là kẻ địch trong tương lai của cô ấy ma đạo tổ sư tạ lan đáng tiếc là không ai biết trước đây mộ dung nguyên duệ đã dùng phương thức quyết đoán nhất để cắt đứt đoạn tình duyên này giữa không trung nguyệt luân chiến phủ vẫn còn không ngừng tấn công trên mặt đất hình thiên đang cầm chiến phủ còn lại đánh tay đôi với các tướng lĩnh ma đạo mộ dung nguyên duệ đã liều mạng tương trợ nếu tạ lưu vân tiếp tục trần trừ không ra tay giúp đỡ thì đúng là có chỗ khó coi bởi vì ma đạo nhất định sẽ càng thêm nghiêng về phía tiên đạo trong công cuộc tìm kiếm cơ duyên tại núi bất chu vì thế tạ lưu vân cũng đến rồi trong trận chiến tạ lưu vân thi triển uy lực của thần kiếm mà bản thân hắn hiển nhiên thừa lúc không ai phát giác mà thành công chứng được thiên tôn thần kiếm phiêu diêu tạ lưu vân rút kiếm ở khoảng cách xa nhất kiếm khí mạnh mẽ như tiếng sấm vang lên giữa trời quang tĩnh mịch luôn luôn bạo phát ngay vị trí mà hình thiên thiếu cảnh giác, gây ra sát thương chí mạng cho hắn. A Lê liên tiếp bắn tên, vì hình thiên chỉ còn một cây nguyệt luân chiến phủ trong tay nên hắn không đủ sức ngăn cản toàn bộ, thoáng chốc trên người hắn đã cắm đầy mũi tên, máu chảy đầm đìa. Thùy Hỏa có thân thể bất tử của tử thần nên quyết định đối đầu trực diện với hắn, áo giáp đã vỡ vụn, vết thương luôn ở trong trạng thái hồi phục hồn năng. Huyễn ảnh kính tượng của Kiêm Hà đã bị phá hủy hết, lúc này cô ấy chỉ có thể tự mình bao vây xung quanh Hình Thiên, bất ngờ tung chiêu chí mạng tập kích hắn. Hai đại sát thần một cánh trái một cánh phải, luân phiên hỗ trợ bên cạnh thủy hỏa, mỗi khi hình thiên phát động toàn lực công kích, họ sẽ ngay lập tức xả thân lao lên, chém loạn xả thân xác của hắn. Cuối cùng, dưới sự vây công nảy lửa của mọi người, hình thiên đã cạn kiệt toàn bộ thần niệm. Ý chí bất bại, nhưng ta vẫn thất bại rồi. Thuận theo một tiếng nổ, cựu dũng sĩ vang danh bốn bể hồng hoang đã ngã gục xuống mặt đất. Không lâu sau đó, Bên trong huyền quan bỗng xuất hiện một giọng nói thờ ơ lạnh lùng, anh hùng nhân tộc thượng cổ, chiến thần hình thiên, ngã xuống. Nguyệt Luân chiến phủ ngừng xoay vòng, rơi ầm xuống mặt đất. Nguy hiểm đã được giải quyết ổn thỏa, mộ dung nguyên rợi bay trở về bên tiên đạo, tôi cũng trở về bên cạnh các tướng lĩnh ma đạo. Cái chết của hình thiên là bài học thâm thúy nhất cho nhân tộc hồng hoang. Đứng trước mặt ma đạo, tuyệt đối không có thứ được gọi là huyền thoại bất bại. Hình thiên chết rồi, chiến ý của bọn chúng cũng vì thế mà biến mất theo tình thế đã thay đổi, sĩ khí liên quân đạo môn dâng cao. Tôi dơ cao kiếm anh hùng, hướng thẳng đến quân địch, hét lên một tiếng thật lớn, giết. chương 599, Nguyên Phượng Thiếu Nữ một Hình thiên tử trận, là đà kích vô cùng trầm trọng đối với Bạch Đế, Hiên Viên Đế, Thú Tộc Ba Phương ở núi Lưu Ba. Đây là cơ hội tác chiến hiếm có, nếu như không nắm bắt thời cơ phát động công kích, thì tình hình chiến trận ở núi Bất Chu vẫn mãi trì hoãn kéo dài. Đối mặt với cuộc tổng tiến công do Liên minh Đạo Môn phát động, Ba cánh quân Bạch Đế, Hiên Viên Đế cùng thiếu nữ Nguyên Phượng hợp lại làm một, một trận chiến khốc liệt nổ ra giữa 200 vạn đại quân và liên minh đạo môn. Đây là trận quyết chiến quy mô lớn nhất mà tôi đã từng chứng kiến trong đời, khoảng gần 300 vạn người lao vào chém giết lẫn nhau. Tôi tiên phong dẫn dụ địch, sau đó thủy hỏa chỉ huy các tướng lĩnh lâm trận. Ma kiếm uy vũ huyền chuyển, kiếm khí hiên ngang bá đạo. Cảm xúc đau khổ tuyệt vọng trong trận hình thiên vừa rồi đều bùng nổ ngay giây phút này sáu con rồng phi thẳng lên cao, gào thét ẩm ý vang trời. Kiếm khí lưu hình oai vệ uy nghiêm hóa thành một đạo kiếm khí hồng lưu dữ dội như dòng thác lũ, đổ bộ xuống giữa đại quân phe địch rồi tàn nhẫn xé toạc bọn chúng. Kiếm khí hồng lưu cuồn cuộn dâng trào như sóng vỗ, với vùng loạn choạng sâu xé, tàn nhẫn tạo ra biển máu chết chóc hết cái này đến cái khác. Đám hung thú gian ác bị giết chết, cảnh tượng hỗn loạn rối ren. Thùy Họa Uy phong lẫm liệt, muôn thú phẫn nộ gào thét. Hồn chi bi thương thỏa sức tung hoành, tàn sát sinh mệnh tái tạo thần hồn. Hồn năng phát huy triệt để, dễ dàng thu phục linh hồn như chuyện vặt vãnh. Bất cứ nơi nào chúng xuất hiện, cái chết đều theo sát đằng sau, hung thú dù có lợi hại đến mấy cũng không thể ngăn cản bước chân vững vàng của tử thần. Ngạo Phong một mình tham chiến, thân thể tổ long dài 200 trượng quanh quẩn giữa đám hung thú trên không trung, dùng long uy mạnh mẽ của tổ long, dồn ép và tạo ra áp lực tinh thần lên đám hung thú. Trước đây tôi chỉ biết thân thể tổ long của Ngạo Phong có khả năng phòng ngự xuất sắc, ngay khi cậu ấy bạo phát sát tính, đã thể hiện rõ chiến lực đáng kinh ngạc không kém. Một mình chiến đấu với hai con quái vật mà không hề gặp chút trở ngại nào. Mỗi lần móng vuốt rồng giáng xuống, đều xé rách một mảng thịt lớn từ trên lớp da dày cứng cáp của quái thú. Mỗi cú quét mạnh mẽ của đuôi rồng đều gây ra sát thương diện rộng cho đội quân thú tộc. Dù ngạo phong đang anh dũng sông pha giết địch, cậu ấy vẫn không quên ngoái đầu chú ý quan tâm đến A Lê, lo sợ người mình yêu sẽ không may gặp phải bất chắc a lê không đứng ở tiền tuyến cô bé là cung thủ tầm xa nên cô bé đứng ở phía sau càng dễ dàng phát huy năng lực một cách tối ưu nhất trước đây mũi tên của a lê chỉ có khả năng nhắm bắn giết địch mà trong trận chiến này cô bé không đơn giản nhắm chuẩn một mục tiêu duy nhất mà khuếch trương toàn bộ thần uy rồi ngưng tụ vào đầu mũi tên một mũi tên phá hủy hư không tác động trực tiếp dòng chảy khoảng không hỗn loạn năng lượng bức xạ hủy diệt từ khoảng không bị phá hủy lan truyền dọc theo quỹ đạo mũi tên đến xung quanh sức mạnh hủy diệt quả thật đáng sợ. Tiến pháp đại diện cho chiến lược của A Lê đã tấn thăng đến cảnh giới thiên tôn, thức tỉnh bí thuật giết chóc lợi hại vô biên của Thái Cổ Nguyệt Ma Nguyệt Thần Quỹ Đạo. Nguyệt Thần Quỹ Đạo là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành về chiến lược của A Lê, từ nay mục tiêu tấn công của cô bé sẽ không còn bị giới hạn chỉ một người nữa, mà đã có được năng lực làm tiêu tán nhuệ khí của đại quân phe địch. Cũng trong trận chiến này, 12 huyễn ảnh kính tượng của Kiêm Hà lại có sự đột phá về mặt chiến lực, tính thêm cả bổn tôn cô ấy thì tổng thể chiến lực đã tấn thăng đến cảnh giới trí cường thiên tôn. Cái tấn thăng rõ ràng nhất chính là tốc độ của cô ấy, bây giờ cô ấy đã trở nên suốt quỷ nhập thần, chỉ lưu lại một tàn ảnh thấp thoáng giữa không gian. Những nơi tàn ảnh lướt qua, đều thấy vô số dấu vết kiếm khí lưu hình do hắc kiếm để lại. Phạm vi tàn sát lại được bành trướng, kiến tạo ra chiến tích giết chóc ấn tượng. Đạo sát lục của hai đại sát thần đã hoàn toàn dung hòa một thể, chỉ cần cả hai cảm nhận thấy sự tồn tại của đối phương, vậy thì họ có thể đồng thời bạo phát chiến lực thiên tôn. Một khi tách nhau ra, chiến lực sẽ lập tức sụt giảm dưới cấp thiên tôn. Hiện giờ, hai người nắm chặt tay nhau cùng tiến cùng lùi, tương tự như hai vị thiên tôn đang kề vai sát cánh chiến đấu giết địch, dù có là kẻ địch lợi hại như liệt thiên tự cũng bị họ chém chết chỉ trong nháy mắt. Liễu Chi Nhung vốn sát tính không đủ, diễn hóa ra đại xà tương liễu, vừa dựa vào dũng khí của bản thân xông vào tàn sát đám thú, vừa nắm chuẩn thời cơ bất ngờ tấn công lấy mạng mấy hung thú khổng lồ, Há miệng phóng ra nọc độc. Không biết bao nhiêu hung thú khổng lồ đã bị kịch độc của đại xà tương liễu này đâm thủng lục phủ ngũ tạng, mà bất chi bất giác mất đi tính mạng. Chương 600, Nguyên Phượng thiếu nữ 2. Tướng lĩnh ma đạo không sợ cái chết, chiến tích oai hùng, đại quân ma đạo nhận được lời chúc phúc phong thần cũng hăng hái phấn khởi, sát ý bùng cháy thấu tận trời xanh. Cứ theo tình hình cuộc chiến bây giờ mà phán đoán, thì việc năm vạn đại quân ma đạo tiêu diệt tận gốc 12 vạn thú tộc núi Lưu Ba chỉ còn là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Tại chiến trường nhân đạo, Tạ Lưu Vân đứng trên lầu tường thành, phóng thích kiếm khí thần kiếm đánh vào giữa quân địch từ vị trí xa nhất, thần kiếm phiêu diêu, tựa như tiếng sét giữa trời quang. Mỗi khi kiếm khí của Tạ Lưu Vân phát nổ, đều khiến trên dưới trăm ngàn quân địch chết mất xác. Dưới sự bảo vệ của Tạ Lưu Vân, ý chí chiến đấu của đệ tử Nhân Đạo dâng cao, nắm chặt thanh kiếm pháp sư trai chám trong tay rồi không ngừng thi triển mọi loại pháp thuật thần thông, gây ra không ít sát thương nghiêm trọng cho đại quân của Hiên Viên Đế. Những đệ tử đạo môn có tư cách đến quy khư, đều có cảnh giới hợp đạo, thân xác thành thánh, sức mạnh và tốc độ đều đạt đến giới hạn của phàm nhân. Đợi khi linh lực trong thanh kiếm pháp sư trai chám cạn kiệt, đạo binh bèn cầm kiếm liều mạng xông ra đánh cận chiến. Đại quân thổ tộc mới trải qua thất bại tại sa mạc khổng lồ, sĩ khí tụt dốc không phanh, nhờ sự kiên trì của đại quân hỏa tộc có thể miễn cưỡng ổn định thế trận, nhưng vẫn không cách nào ngăn chặn kết quả phải bỏ chạy tan tác. Duy nhất mối bổn tôn hiên viên đế hơi khó giải quyết, ông ta có chiến lực trí cường thiên tôn, vốn dĩ còn có thể triệu hồi ra một cự long thủ hộ mậu thổ sở hữu sức mạnh sánh ngang với chiến lược thiên tôn. Nhưng mà ông ta là kẻ khá cẩn thận, chỉ để lại cự long thủ hộ mậu thổ lâm trận giết địch, bản thân lại vô cùng hèn nhát trốn đằng sau đại quân không dám mạo hiểm xông ra. Bởi vì ông ta biết rõ, người của ma đạo sẽ không buông tha cho mình, mà A Lê vẫn luôn cố gắng khóa chặt khí thức thần niệm của ông ta. Còn về xích đế, từ khi bắt đầu đã bị động chủ của ngũ nhạc động thiên do trương chi viễn chỉ huy vây khốn, không thể thoát thân. So với nhân đạo và ma đạo, áp lực của tiên đạo là nặng nề nhất. Bởi vì quân đoàn hắc Long đã triệu hồi ý chí tử linh của dạ đế, phía trên đại quân bạch đế xuất hiện huyễn ảnh của một con tử linh hắc Long khổng lồ có thân dài hơn ngàn trượng. Tử linh hắc Long có ý chí hung hãn, oán niệm thâm sâu muốn nuốt chửng cả ánh mặt trời, ngăn cấm tất cả thuật pháp thần thông ngũ hành, ép buộc đệ tử tiên đạo bất đắc dĩ phải đánh cận chiến sĩ khí đại quân kim tộc hừng hừng dâng cao tình thế trận chiến bắt đầu có dấu hiệu đổi chiều tôi điên cuồng thi triển kiếm khí lưu hình tấn công giám hung thú sau khi cảm giác được tình thế phía tiên đạo bắt đầu thay đổi từ từ quay đầu sang bên đó âm thầm lo lắng cho an nguy của mộ dung nguyên duệ mộ dung nguyên duệ liều chết chống đỡ kiếp nạn hình thiên thay ma đạo điều này đủ khiến toàn bộ người trong ma đạo cảm kích ân tình của cô ấy tôi muốn giúp đỡ cô ấy nhưng ngại thân phận ma đạo tổ sư của bản thân ngay lúc dầu sôi lửa bỏng tôi cần phải chỉ huy ma đạo tạo ra chiến tích mỹ mãn, nên không thể phân tâm chạy sang hỗ trợ cô ấy. Tạ Lan, anh nhớ phải trấn áp được thế trận, em sẽ sang chém chết con tử linh long đó. Phát hiện ra tâm ý của tôi, Thùy Họa dùng thần niệm truyền âm an ủi tôi. Nói xong, cô ấy nhún người nhảy lên cao, nhờ sự hỗ trợ từ lời chúc phúc phong thần của Khương Tuyết Dương, cả người cô ấy như một con cú đêm bay thẳng đến đoàn quân Hắc Long. Thùy Họa vừa mới chạm đất, lập tức thi triển hồn năng mạnh mẽ Cả quân đoàn Hắc Long bùa vây bởi tiếng la hét thảm khốc, âm vang không dứt, trực tiếp thu hút sự chú ý của con tử linh Hắc Long lên người cô ấy, bổn tôn nó vội vã lao thẳng tới chỗ thủy hỏa. Hình Thiên và Tử Linh Hắc Long đều cùng thuộc nhóm sinh vật tử linh, đáng tiếc là thần niệm của Hình Thiên quá mức lợi hại, có sở hữu ý chí bất bại, vì thế thần uy tử thần của thủy hỏa mới không thể phát huy hiệu quả. Nhưng mà, thần niệm của Tử Linh Hắc Long kém xa Hình Thiên, sau khi thủy hỏa bạo phát thần uy tử thần, nó lập tức chịu ảnh hưởng, thân pháp càng lúc càng chậm chạp, không những không thể sử dụng móng vuốt đánh thủy họa, đến cả khí thức tử linh trong miệng phóng ra cũng không hề gây thương tổn gì với thủy họa. Nhưng mà vì nó đang bay lơ lửng trên không trung, pháp Phật thần thông không có tác dụng với nó, cho dù chiến lực suy giảm, đệ tử tiên đạo vẫn không thể đánh bại được nó. Dưới tình hình này, chỉ đành nhờ cậy hết vào thủy họa đứng dưới đầu rồng, ở khoảng cách gần dùng ánh đao xanh thấm bạo phát trong hồn chi bi thương đánh trọng thương thân thể tử linh của nó thôi. Thân thể tử linh hắc long cực kỳ to lớn, tạm thời rất khó giết chết nó mà khí thức tử linh của nó không biết sẽ lây lan cho bao nhiêu đệ tử tiên đạo, để rồi khiến họ bỏ mạng oan uổng tại đây. Mộ Dung, mau ra lệnh cho người của cô tránh xa bụng rồng đi. Thùy Hỏa vừa khống chế tử linh Hắc Long rời khỏi đại quân tiên đạo, vừa hét lớn nói với Mộ Dung Nguyên Duệ. Chúng đệ tử tiên đạo nghe lệnh, rút khỏi nơi này, toàn lực công đánh kim tộc. Long tộc Đông Hải, nghênh chiến với quân đoàn Hắc Long. Mệnh lệnh vừa được ban xuống, đại quân tiên đạo nhanh chóng thi hành, dưới sự lãnh đạo của Mộ Dung Nguyên Duệ liều mạng chiến đấu trực diện với đại quân kim tộc của Bạch Đế. Sau khi Mộ Dung Nguyên Duệ chứng thiên tôn, triệu hồi phân thân đã không còn phải chịu giới hạn, chỉ cần còn đủ thần niệm liền tùy ý gọi ra. Bây giờ cô ấy lại triệu hồi ra bốn phân thân, cùng bổn tôn đồng thời điều khiển quân đoàn đích hệ tiên đạo ngũ chi côn lôn, dùng đạo chiến thần không ngừng khống chế dồn ép chiến lược đội quân tinh nhuệ của Bạch Đế. Cùng lúc ấy, đạo binh của tiên đạo thất thập nhị phúc địa, dưới sự lãnh đạo của cao thủ đỉnh phong tiên đạo, dùng mọi loại thần thuật, phù chú, chú ngữ, huyễn ảnh, pháp trận luân phiên thi hành lễ rửa tội máu tanh với trăm vạn đại quân tiên đạo cũng giống như thùy hỏa, mộ dung nguyên duệ cũng là một tay chinh chiến giết chóc tàn nhẫn, thậm chí nếu chỉ luận về đạo điều binh khiển tướng, cô ấy còn mạnh hơn thùy hỏa. mất đi sự bảo vệ của tử linh hắc long, đại quân bạch đế thoáng chốc đã ngã ngũ trước cuộc tổng tiến công do mộ dung nguyên duệ chỉ huy, bắt đầu lộ ra dấu hiệu thất bại. thế trận này, cho dù bổn tôn bạch đế trực tiếp tham chiến, cũng không thể hóa giải. Đoàn quân Hắc Long có 10 vạn người, Đông Hải Long tộc Đắc Kiều công chúa chỉ huy cũng có 10 vạn người. Trước đây, quân đoàn Hắc Long nhờ ý chí mạnh mẽ của bốn con Hắc Long áp chế Đông Hải Long tộc, khiến Đông Hải Long tộc tử thương vô số, đến cả cơ hội hóa thành rồng cũng không có. Hình thái Long nhân của quân đoàn Hắc Long có chiến lược xuất chúng, mà Đông Hải Long tộc lại có sở trường tác chiến ở dạng mình rồng, vận dụng khí thức tiên thiên quý thủy điều khiển đạo quý thủy. Sau khi thủy hỏa thành công khống chế tử linh Hắc Long, kéo nó ra xa trận chiến, bên phía Đông Hải Long tộc mới có cơ hội phản công. Đắc Kiều công chúa toàn thân đầy máu, sau khi liên tiếp chém giết hàng ngàn tên Hắc Long, toàn thân bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Theo một tiếng gầm giống vang trời, Đắc Kiều công chúa diễn hóa ra thân rồng màu xanh dài khoảng 500 trượng bầu trời nổi sấm chớp bão bùng, mây đen kéo đến ngùn ngụt. Thân rồng dài 500 trượng của Đắc Kiều công chúa phóng thẳng vào quân đoàn Hắc Long rồi thi triển thần thuật mạnh nhất của cô ấy, Triều Tịch Hồng Lưu. Dòng nước biển vô tận cuồn cuộn đổ xuống, phút chốc nhấn chìm một nửa quân đoàn Hắc Long. Mượn uy lực của nước biển, đại quân Đông Hải Long tộc cùng nhau hóa rồng, giết hết quân đoàn Hắc Long không còn một mảnh giáp, dồn ép bọn chúng đến bước đường không thể không hóa rồng để đối kháng với Đông Hải Long tộc. Đáng buồn thay đám quân Hắc Long này đã rời khỏi thủy tộc nhiều năm, sớm đã mất đi khả năng khống chế khí tức quý thủy, bị chiêu triều tịch hồng lưu của Đắc Kiều công chúa vây hãm nên đánh không lại Đông Hải Long tộc, trận chiến đã hoàn toàn rơi vào thế một chiều thân rồng khổng lồ của đắc kiều công chúa lượn vòng phía trên quân đoàn hắc long đại phát thần uy không ngừng phun ra triều tịch hồng lưu hỗ trợ tộc nhân chém giết kẻ địch chiến lực của cô ấy vốn đang ở ngưỡng đỉnh phong nửa bước thiên tôn trải qua trận chiến khốc liệt này đắc kiều công chúa đã trực tiếp dùng thân rồng chứng thiên tôn từ nay về sau tam giới sẽ không còn ai nghi ngờ sự thuần khiết của huyết mạch đông hải long tộc nữa mỗi bên đều triển khai màn huyết tẩy thảm khốc uy thế của liên minh đạo môn ngày một mở rộng không biết đã có bao nhiêu sinh mạng chôn thân tại đây chỉ lao đầu chém giết đến khi trời đất tối sầm không còn tia sáng nhưng mà có một người từ đầu đến cuối không hề tham gia chiến đầu cô ta luôn dùng ánh mắt thở ơ lạnh nhạt quan sát trận chiến đẫm máu thảm khốc nhất lịch sử quy khư hồng hoang đối mặt với sự thất bại của bạch đế và hiên viên đế cô ta cũng không hề tỏ ra bi thương chứng kiến thú tộc núi lưu ba chết thảm cô ta vẫn chẳng cau mày lấy một cái nguyên phượng cô mà không ra tay đại quân thú tộc sẽ bị ma đạo tiêu diệt hoàn toàn đó không biết từ lúc nào hiên viên đế đã đứng bên cạnh thiếu nữ nguyên phượng điều này có liên quan gì đến ta thiếu nữ nguyên phượng lạnh nhạt trả lời hiên viên đế nghe xong liền lặng người sững sờ suy ngẫm một hồi lâu rồi mở miệng nói ta biết cô đang gánh trên vai huyết mạch nguyên phượng xem thường việc bắt tay với đám hung thú núi lưu ba hiện giờ tử thần đã bị tử linh hắc long vây khốn hay là cô và ta liên thủ tiêu diệt ma đạo tổ sư tạ lan sau khi thành công, Kiếm Anh hùng thuộc về cô, thổ tộc Ta nguyện phụng sự cô lên ngôi vị chủ nhân Hồng Hoang. Ý kiến hay đó, ta thừa nhận hảo ý của ông quả thật khiến ta động lòng. Chẳng qua, ông tìm sai người rồi, cũng quá xem thường thực lực của ta." Thiếu nữ Nguyên Phượng nói, "Cô có ý gì? Ta muốn giết hắn thì cần ông giúp sao? Một mình ta đã đủ tiêu diệt toàn bộ bè lũ ma đạo." Chương 601: Dục hỏa trùng sinh 1 trong thánh điển viễn cổ của đạo tàng có đề cập đến bảy đạo xạ khí thần thánh của ánh sáng vào lúc kết hợp với nhau sẽ sinh ra chấn động mãnh liệt sự va chạm của bảy đạo xạ khí này đã tạo ra ngọn lửa thuần khiết nhất ở vùng đất của người phàm phượng hoàng một tồn tại đi vào truyền thuyết cũng sinh ra từ đây được ví như sự tồn tại đại diện cho ngọn lửa trời ban truyền thuyết này chưa chắc đã là thật nhưng mà nguyên phượng đời đầu đúng thật là sinh ra từ trong ngọn lửa thân là một trong ba thần thú hỗn độn từng thống trị hồng hoang với huyết mạch cao quý Nguyên Phượng tuyệt đối khinh thường việc kết bạn với hung thú ở núi Lưu Ba. Cô ấy khác với Ngạo Phong, Ngạo Phong chẳng qua là có được huyết mạch của Tổ Long, hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng mà thiếu nữ Nguyên Phượng không biết đã tu hành bao nhiêu năm, cô ấy còn tồn tại lâu hơn so với bản thân thế giới quy khư. Sở dĩ hình thái hiển hiện ra một thiếu nữ là bởi vì trong vòng một ngàn năm gần đây cô ấy vừa hoàn thành một lần dục hỏa trùng sinh. Trong chiến trường cổ vạn thú ở cửa của thế giới quy khư, nhân đạo đã từng phát hiện dấu vết của Nguyên Phượng, ngọn lửa vẫn bùng cháy chưa hề vụt tắt sau khi trải qua vô vàn năm tháng. Tạ Lưu Vân cho rằng, đó là dấu vết khi Nguyên Phượng chết đi để lại, mà trên thực tế, Nguyên Phượng chưa từng chết đi, mà lúc bị thương nặng đã dục hỏa trùng sinh ngay trước khi sắp chết cũng nhân cơ hội này rời khỏi vực sâu Hồng Lư. Trong quá trình trốn thoát khỏi vực sâu, Nguyên Phượng lại bị người giữ cửa đánh trọng thương lần nữa, sau đó liền trốn đi, ẩn thân ở núi Lưu Ba dưỡng thương. Cho đến khi Quy Khư xuất thế, cô ấy mới xuất hiện lại lần nữa, thống lĩnh đại quân thú tộc ở núi lưu ba tranh đoạt bí mật của quy khư trong trận chiến lần này lá át chủ bài của hiên viên đế là xác hình thiên không đầu ở trong núi thủ dương át chủ bài của bạch đế là ý chí của dạ đế nguyên phượng thiếu nữ cũng có át chủ bài của mình lá át chủ bài đó chính là bản thân cô ấy nếu như cô đã có năng lực hủy diệt ma đạo tại sao đến giờ vẫn không ra tay hiên viên đế hỏi thời cơ chưa đến nguyên phượng vẫn thản nhiên như cũ mà trả lời cô muốn đợi đến khi nào đợi đến khi Trần Ai Lạc định thức là mọi thứ đều đã có kết quả, kết thúc, ta muốn dục hỏa trùng sinh trước mặt tất cả người sống và kẻ chết. Chiến lực hiện tại của Nguyên Phượng Thiếu Nữ đã đạt đến cấp bậc đỉnh phong thiên tôn, mà nếu như cô ấy dục hỏa trùng sinh lần nữa thì chiến lực sẽ trực tiếp đạt đến cấp bậc đạo tổ. Cô ấy vẫn luôn không chịu tham chiến, là muốn nhìn thấu hết tất cả sinh tử, tìm kiếm cơ duyên đột phá từ những cảm mộ về sinh tử này. Vốn dĩ cô ấy không cần phải vội vã như vậy, đáng tiếc là Quy Khư đã xuất thế rồi, cô ấy không còn thời gian để tiếp tục chờ đợi nữa, bắt buộc phải nhanh chóng đột phá. Bởi vì, kẻ thù cũ của cô đang ở trên đỉnh của núi Bất Chu, đây là cơ hội duy nhất để cô ấy có thể tự tay phục thù. Hiên viên đế nghe xong liền trợn tròn hai mắt, hắn rốt cuộc cũng hiểu được nguyên phượng thiếu nữ là một dạng tồn tại như thế nào. Hiện tại, chiến trường của tộc thổ và tộc hỏa đã hoàn toàn tan rã. Nếu như không phải năng lực thu hoạch của đạo quân nhân đạo không được mạnh thì không biết lần này đã tử thương bao nhiêu người xích đế vốn đã phải chịu áp lực lớn đợi đến sau khi tạ lưu vân tham chiến thì đã không chống chịu được nữa thần kiếm của tạ lưu vân sau khi tấn thăng lên thiên tôn thần uy phát ra khó mà ngăn cản được sau vài chiêu liên tiếp đánh trọng thương xích đế liền xuất ra một kiếm đâm xuyên qua tâm mạch của hắn tiếng gào thét của xích đế trước khi chết sốt cuộc đã kích phát được dũng khí trong hiên viên đế hắn không tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ từ nguyên phượng thiếu nữ nữa mà tự mình tham chiến thống lĩnh đại quân tộc thổ và tộc hỏa chiến đấu một lần được xem là vùng vẫy trước khi chết. Đáng tiếc là đã quá muộn màng rồi, chẳng thể cứu vãn được gì nữa. Trong đại quân của Bạch Đế, Tử Linh Hắc Long không địch lại thần uy tử thần của Thùy Hỏa, cuối cùng Tử Linh Hắc Long thét dài một tiếng, huyễn ảnh nứt toác, tan vỡ, ý chí của Dạ Đế tan thành mây khói. Sau khi ý chí của Dạ Đế biến mất, quân đoàn Hắc Long vốn đã bị chèn ép liền trực tiếp sĩ khí tan rã, hàng vạn con rồng của tộc Long ở Đông Hải đều chịu uy áp chèn ép, lần lượt chết thảm, bắt đầu chạy trốn chối chết. Quân đoàn Hắc Long vừa bắt đầu chạy trốn thì đại quân tộc Kim của Bạch Đế cũng nhận ra được sự ảnh hưởng nghiêm trọng, vốn dĩ đã không đấu lại đại quân tiên đạo do Mộ Dung Nguyên Duệ thống lĩnh, giờ thì cũng không còn chiến ý nữa, mặc cho Bạch Đế có gào thét thế nào đi nữa vẫn không thể củng cố trận hình. Chương 602: Dục Hỏa Trùng Sinh 2. Còn về đại quân tộc thú ở trung tâm, bởi vì Nguyên Phượng thiếu nữ không hề để tâm mà tộc thú lại bởi vì e ngại uy nghiêm của cô nên không dám bỏ trốn, đã bị đại quân ma đạo điên cuồng đổ sát, toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Cuộc chiến sắp kết thúc rồi, đại quân của Bạch Đế tan rã, quân đoàn hắc Long toàn quân bị diệt, chiến sĩ tộc Kim còn không đến một phần mười, người tìm được đường sống lác đác chẳng bao nhiêu. Mộ Dung Nguyên Duệ dùng chiến thần chi đạo đã tiêu hao hết sạch thần niệm của Bạch Đế, sau đó bốn phân thân, thêm cả bổn tôn nữa là năm thanh kiếm đồng thời xuất ra, dùng uy lực của ngũ hành đánh nát thân thể của Bạch Đế, thân tử hồn tiêu. Ma đạo đã giết sạch hết tất cả hung thú, đến cả đội hộ vệ mãnh mã của thiếu nữ Nguyên Phượng cũng không bỏ qua. Nhưng mà khi tôi dẫn theo các chiến tướng của Ma đạo đi tìm thiếu nữ Nguyên Phượng thì phát hiện không biết cô ấy đã biến mất từ lúc nào rồi. Đại quân của Hiên Viên Đế và Sích Đế nên chết thì chết, nên chạy thì chạy, cuối cùng chỉ còn lại một mình Hiên Viên Đế dựa vào thân thể Tiên Thiên Mậu Thổ có lực phòng ngự siêu mạnh, dốc sức chiến đấu với quần hùng của Nhân Đạo. Hoàng Kim Cửa Kiếm trong tay đã nát đến không thể nát hơn hoàng kim chiến giáp trên người cũng đã vỡ thành từng mảnh đế vương một thời đại của hồng hoang chật vật khó coi như chó hoang thật ra tạ lưu vân vốn đã có cơ hội giết chết hiên viên đế hắn không làm vậy là bởi vì muốn để mạng của hiên viên đế lại cho tôi thấy vậy tôi cầm anh hùng chi kiếm đi về phía hiên viên đế thấy tôi xuất hiện tạ lưu vân phất tay ý bảo đám cao thủ nhân đạo rút lui để lại tôi và hiên viên đế đơn độc đối chiến ma đạo tổ sư ta biết ý chí của ngươi là muốn làm chủ hồng hoang cần gì phải đuổi cùng giết tận. Nếu như ngươi thả ta, ta có thể dâng lên cho ngươi mấy trăm vạn nhân tâm của tộc thổ. Chết đến nơi rồi mà hiên viên đế vẫn còn nuôi vọng tưởng trong đầu. Nếu như lời này là do xích đế hoặc bạch đế nói ra thì có lẽ ta còn có thể cân nhắc đôi chút. Nhưng mà ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Tôi nói, chỉ vì một nữ nhân tên kiêm hà của ma đạo ngươi. Để ngươi chết cũng được rõ ràng một chút, kiêm hà là người yêu của ta. Hiên viên đế khiếp sợ, sau khi khiếp sợ thì điên cuồng cười lớn, thì ra là vậy, ha ha ha, người lúc trước quả nhân bắt đi lại là nữ nhân của ma đạo tổ sư, ha ha ha, thanh âm của hắn rất vang dội, rất nhanh đã truyền khắp cả chiến trường. trận chiến vốn dĩ đã kết thúc, chỉ còn lại tôi và hiên viên đế đối chiến, xung quanh là quần chúng vây xem. nghe thấy đoạn đối thoại này giữa tôi và hiên viên đế, không biết có bao nhiêu cặp mắt liền nhìn về phía kim hà. đây là lần đầu tiên tôi công khai cho kim hà một danh phận nhưng lại ở vào tình cảnh xấu hổ như này. Nhưng mà tôi thấy ánh mắt của cô ấy, vậy mà lại tràn ngập vui mừng, hốc mắt còn có ánh lệ. Thùy Hỏa ánh mắt bình tĩnh, đi đến bên cạnh Kiêm Hà, dùng tay lau khô lệ ở khóe mắt cho cô ấy. Phản ứng của đệ tử ma đạo, ngoại trừ bất ngờ ra thì phần lớn là sự phẫn nộ với hiên viên đế. Đến hiện tại họ mới biết được kiêm hà tướng quân khi đó bị hiên viên đế bắt đến hiên viên thần điện hóa ra lại là tình nhân của đạo tổ. Trên mặt trương chi viễn lộ ra vẻ hối hận, nếu như để hắn biết được Kiêm Hà là tình nhân của tôi, hắn nhất định sẽ không nhắm mắt làm ngơ khi Thủy Hỏa Huyết tẩy thành thủ dương. Mộ Dung Nguyên Duệ thì bối rối nhìn tôi rồi quay người rời khỏi nơi này, hiện tại có lẽ cô ấy cũng đã hiểu rõ tôi cầu Long Tiên thảo cho ai. Tôi đối chiến với Hiên Viên Đế, hiện tại cả hai chúng tôi đều đã tiêu hao sắp hết thần niệm, nhưng mà tôi chiến đấu là vì báo thù rửa nhục, càng chiến đấu càng dũng mãnh, mà hắn thì như chó nhà có tang, càng chiến càng suy sút. Anh hùng chi kiếm và hoàng kim cự kiếm giao tranh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ nghe một tiếng chấn động ầm ầm, hoàng kim cự kiếm nổ tung. Cuối cùng, tôi dùng một kiếm đâm vào ngực hiên viên đế. Tạ Lan, ngươi cho rằng ngươi thắng rồi sao? Ừm, ngươi sai rồi, trận chiến này chúng ta đều thua rồi. Khóe miệng hiên viên đế lộ ra một nụ cười trào phúng. Ngươi có ý gì? Ha ha, người thắng là cô ta. Nói xong câu này, hiên viên đế dùng chút sức lực cuối cùng chỉ tay lên trời bầu trời vốn nhàn nhã mây trôi không biết từ khi nào đã xuất hiện bảy chùm sáng bảy chùm ánh sáng tụ họp lại giữa không trung cuối cùng chỉnh chỉnh tề tề phóng về phía trung tâm của chiến trường hình thành nên một ngọn lửa tinh khiết không một tỷ vết ngọn lửa sinh ra không ngừng hấp thụ năng lượng từ chùm sáng trên không trung đợi đến khi đã hoàn toàn hấp thu hết tất cả năng lượng ánh sáng ngọn lửa liền biến thành một quả cầu lửa màu trắng cháy hừng hực đây là cái gì tôi hỏi Em có thể nhận ra đây là bảy đạo xạ khí thần thánh do ánh sáng phóng ra." A Lê nói, "A Lê là nguyệt thần, có lý giải sâu sắc hơn đối với áo nghĩa của ánh sáng. Ta biết đây là gì rồi, nếu như ta đoán không sai thì ngọn lửa này có liên quan đến Nguyên Phượng thiếu nữ." Tạ Lưu Vân nói, "Không sai, chúng ta đã xem thường cô ấy, không ngờ cô ấy đến đây căn bản không phải để tham chiến mà là để cảm mộ sinh tử, dục hỏa trùng sinh." Khương Tuyết Dương cảm khái, "Chúng ta có thể ngăn cản cô ấy không?" Thùy Họa nói rồi rút hồn chi bi thương ra. Không thể, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, nơi này sắp biến thành biển lửa rồi. Khương Tuyết Dương nói, sau đó, đại quân ma đạo, tiên đạo, nhân đạo toàn bộ nhanh chóng rút lui vào biên thành. Chúng tôi đứng ở trên tường thành, từ xa nhìn quả cầu lửa to lớn đang rừng rực cháy. Màu sắc của quả cầu lửa không ngừng biến đổi, từ trắng sáng chói đến vàng kim, rồi đỏ thấm, đến tím xanh, đen huyền ảo. Mỗi lần màu sắc biến đổi, quả cầu lửa đều sẽ biến lớn thêm một vòng. Cuối cùng, đợi khi màu sắc lại biến về trắng sáng thì quả cầu lửa liền ầm ầm nổ tung. Nhất phiến hỏa hải, phượng minh cửu thiên, tức là một mảng biển lửa, tiếng phượng kêu vang chín tầng trời. chương 603, tranh đoạt thiện duyên 1. Tôi chưa từng nghĩ đến có một ngày tôi sẽ được thấy cảnh phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Thuở sơ khai của thiên địa nhân gian khi xưa, khí của thiên địa hồng bàng thai ngén ra tam đại hỗn độn thần thú, tổ long, nguyên phượng, thủy kỳ lân trải qua hàng ngàn vạn năm đếm không xuể, tam đại hỗn độn thần thú xuất hiện liền sinh sôi nảy nở ra vô số chủng tộc, dựa vào khí hỗn độn có trong huyết mạch mà áp đảo vạn tộc. Sau này, theo sự phồn vinh của chủng tộc, tam đại hỗn độn thần thú bởi vì tranh đoạt địa bàn ở nhân gian mà bắt đầu cuộc chiến xa xưa dài đằng đẵng. Trận chiến bạo phát cuối cùng đã làm cho phần lớn đất liền ở hồng hoang viễn cổ hoang tàn, chúng sinh chịu khổ, vạn tộc điêu linh. Tam đại hỗn độn thần thú cũng bởi vì trận chiến này mà thực lực bị thụt giảm nghiêm trọng, mới bị chúng thần thượng của liên thủ trục xuất khỏi nhân gian còn về việc trục xuất đến đâu thì không ai biết được chỉ biết là họ vĩnh viễn không thể trở về được nữa tuyết dương không phải tam đại hỗn độn thần thú đều bị lưu đày hết rồi sao tại sao hồng hoang quy khư vẫn còn sự tồn tại của nguyên phượng tôi hỏi thuở sơ khai của thiên địa nhân gian tam đại hỗn độn thần thú có công khai thiên lập địa tổ long chấn định thiên hạ và hải động thủy kỳ lân cố định đại địa vững như bàn thạch nguyên phượng mở rộng bầu trời Tam đại hỗn độn thần thú sớm đã có mối liên hệ mật thiết, không thể tách rời với thế giới này, chúng thần thượng cổ có thể trục xuất họ, nhưng căn bản không thể nào diệt sạch huyết mạch của họ được. Điểm này chúng tôi sớm đã có thể chứng minh được thông qua sự tồn tại của Ngạo Phong, bởi vì thứ chảy trên người Ngạo Phong chính là huyết mạch thuần khiết, chính thống nhất của tộc Tổ Long. Chỉ là trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến huyết mạch truyền thừa thuần khiết, chính thống nhất của Nguyên Phượng lại ở trong quy khư. Chuyện chúng thần thái cổ không làm được, thời gian có thể làm được. Sau ngàn vạn năm, tộc Tổ Long chỉ còn lại Ngạo Phong, mà tộc Nguyên Phượng cũng chỉ còn lại Nguyên Phượng thiếu nữ, chỉ là không biết huyết mạch truyền thừa của tộc Thủy Kỳ Lân đang ở đâu. Lửa cháy lan rộng vạn trượng, đốt đến mức khiến trời đất biến thành một mảng màu hồng rực. Trong biển lửa minh mông vô tận đó có một con chim to khổng lồ, cả người cháy rực lửa đang từ từ cất cánh bay. Luận lời sấm truyền, Phượng Hữu Lục Tượng cửu bao tức là chim phượng có 6 giống và 9 đặc điểm. Lục Tượng, đầu tượng thiên tức là đầu giống trời, mục tượng nhật tức là mắt như ngày, bối tượng nguyệt tức là lưng như trăng, dược tượng phong tức là cánh như gió, túc tượng địa tức là chân như đất, vĩ tượng vĩ tức là đuôi như sợi. Cửu bao, khẩu bao mệnh, tâm hợp độ, nhĩ thông đạt, thiệt chuất thân, sắc quang thải, quan củ chu, cựu duệ câu, âm kích dương, phúc văn hộ. Hành minh viết quy hỷ, chỉ minh viết đề phù, giả minh viết thiện tai, thần minh viết hạ thế, phi minh viết lang đô, thực duy ngô đồng trúc thực. Cố tử dục cư cửu di, tòng phượng hy, vật phi nhi sinh tử. Con trước mắt này thân dài mấy ngàn trượng, con chim to lớn có lông đuôi bảy màu hoàn toàn phù hợp với miêu tả trong lời sấm truyền. Đây là một con phượng hoàng chân chính. Phượng hoàng vẫn chưa bay lên trời, thần niệm đã tung hoành ngang dọc, đè ép hết thảy sinh linh. Tuy rằng hình thể của nó còn xa mới bằng 9 con rồng do oán khí ở vạn tộc cổ chiến trường biến thành, nhưng mà sức mạnh của thần niệm lại không hề thua kém chút nào. Vạn tộc ở hồng hoang đồng loạt ngẩng đầu lên vào một khắc đó, thần phục dưới vô tận thần uy của phượng hoàng không còn nghi ngờ gì nữa, con Phượng Hoàng này đã là tồn tại mạnh mẽ bậc nhất ở quy khư, thậm chí có thể coi là một tồn tại bất khả chiến bại. Trước mặt cô ấy, hình thiên và dạ đế đều không đáng một đồng. Một sự thật rành rành bày ra trước mắt, thiếu nữ Nguyên Phượng sau khi dục hỏa trùng sinh đã là một tồn tại thuộc cấp bậc đạo tổ rồi. thấy vậy, trong lòng tôi sinh ra vài phần cảm giác bất lực. Chẳng trách hiên viên đế lại nói chúng tôi đều thua rồi, kẻ thắng chính là cô ấy. Phượng Hoàng quanh quẩn một vòng trên không trung, sau đó hướng về phía đỉnh núi Bất Chu bay đi. Cô ấy muốn làm chủ Hồng Hoang, tôi hỏi, không phải, với thần uy của cô ấy, không cần lên đến đỉnh núi cũng đã là vị vua không ngai của Hồng Hoang quy khư. Khương Tuyết Dương nói, tôi cũng nghĩ vậy, bởi vì tôi không nghĩ ra được ở Hồng Hoang quy khư còn có thứ gì có thể uy hiếp đến sự tồn tại của cô ấy. Trừ khi bản thân ý chí của thế giới quy khư trực tiếp ra tay, nhưng mà nếu như ý chí của thế giới quy khư ra tay thì tuyệt đối sẽ không để cô ấy thuận lợi dục hỏa trùng sinh. Vậy tại sao cô ấy lại muốn lên núi Bất Chu? Tôi lại hỏi, không biết, chuyện này chỉ bản thân cô ấy mới có thể trả lời. chương 604, tranh đoạt thiện duyên 2. Trong lúc nói chuyện, Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đi đến biên thành của Ma Đạo. Bọn họ cũng bị thần niệm vô tận của Phượng Hoàng làm chấn kinh, cũng không hiểu rõ động cơ của cô ấy. Tạ Lan, Ma Đạo các người hiện tại có tính toán gì không? Tạ Lưu Vân hỏi tôi, đợi xem tình hình trước đi, vừa hay cũng có thể từ hành động của phượng hoàng mà suy đoán một chút xem bên trong sương mù trên không của núi bất chu ẩn chứa thứ gì tôi nói cũng đúng chúng ta hiện tại xác thực là chẳng thể làm gì cả phượng hoàng ngự hỏa mà bay không ngừng lên cao không biết bao nhiêu tinh linh lửa xoay tròn xung quanh cô ấy mà nơi cô ấy đi qua vầng mây đều bị nhiệt độ cực cao làm cho tan biến trong thế giới quy khư đỉnh núi bất chu có độ cao tuyệt đối tất cả mọi sinh vật đều không thể bay đến độ cao ngang bằng với đỉnh núi dù cho phượng hoàng có vô hạn thần uy cũng bị cái pháp tắc này quản chế đợi đến khi cô ấy còn cách đỉnh núi khoảng một ngàn trượng liền đem theo vô số tinh linh lửa đâm vào màng sương mù hư không dưới đỉnh núi sau khi cô ấy vào bên trong sương mù hư không thì chúng tôi đã không thể cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy nữa ngày đầu tiên nhanh chóng trôi qua núi bất chu hầu như không có bất cứ hiện tượng bất thường nào nhưng mà nhiệt độ không khí lại dần dần tăng trở lại ngày thứ hai núi bất chu cảnh tuyết rơi vạn năm không thay đổi ở núi bất chu bỗng hóa thành màn mưa rơi. Ngày thứ ba, băng trên đỉnh núi bắt đầu tan ra. Sông băng tan chảy, băng tuyết từ trên núi chảy xuống như vỡ đập. Núi bất chu sừng sững như tảng băng ngàn năm dần dần để lộ bộ mặt thật với người đời, đá núi đen huyền, mơ hồ còn có ánh sáng của kim loại. Nước chảy xuống như biển, nhấn chìm mất ba tòa thành dưới núi, đồng thời dũng nhấn chìm luôn biển lửa phượng hoàng để lại khi trùng sinh. Toàn bộ đại quân liên minh của đạo môn đều rút lui, chỉ để lại một đám người có cảnh giới cao cường nương nhờ trên một chiếc bè gỗ được làm tạm thời ở lại canh giữ lối thông lên đỉnh núi Bất Chu. Trong số đó mà đạo tôi có sát phá lang tam tinh, A Lê, Ngạo Phong, Kiêm Hà, hai đại sát thần, tổng cộng 8 người. Nhân đạo có tạ Lưu Vân, Trương Tri Viễn, Động Chủ Thái Sơn, Động Chủ Hằng Sơn, Động Chủ Hoàng Sơn và một đám cao thủ của nhân đạo, tổng cộng 20 người, tiên đạo có mộ dung nguyên duệ, cung chủ Giao Trì, công chúa Đắc Kiều, hai vị đạo chủ của hải ngoại Tiên Sơn, hơn 10 vì cao thủ nửa bước, đỉnh phong mạnh nhất của 72 phúc động, tổng cộng 27 người. Những người này là chiến lược chúng tôi chuẩn bị để lên đỉnh núi, dùng để ứng phó với sát cơ ẩn giấu trong sương mù hư không. Vốn tôi còn có tự tin có thể phá giải sương mù hư không để lên đỉnh núi, nhưng hiện tại nhìn thấy Phượng Hoàng vẫn chưa thể thoát khỏi sương mù hư không, trong lòng tôi dần dần sinh ra cảm giác bất lực. Bởi vì tất cả chúng tôi cộng lại chưa chắc đã là đối thủ của Phượng Hoàng, Tồn tại cấp bậc đạo tổ, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích nghiền ép chúng tôi. Đến cô ấy còn chưa chắc đã thoát được vòng vây, thì dù cho chúng tôi lên được đó thì có thể làm gì? Trừ phi anh hùng chi kiếm có hiệu quả phá vỡ xương mù hư không, nhưng mà nếu như nó thật sự có hiệu quả, vậy thì tại sao từ đầu đến cuối Phượng Hoàng đều không hề để ý đến thanh kiếm trong tay tôi chứ? Vấn đề đó đến sau này tôi mới biết được đáp án, anh hùng chi kiếm thuộc về nhân loại, Phượng Hoàng căn bản không thể sử dụng uy năng của anh hùng chi kiếm lại đợi thêm mấy ngày nữa tuyết ở trên núi bất chu đã hoàn toàn tan hết thành nước hàng ngàn dặm dưới chân núi chìm trong biển nước phượng hoàng một đi không trở lại chẳng một ai biết được bên trong màn sương mù hư không đã xảy ra chuyện gì tạ lưu vân vẫn luôn thử dùng lục nhâm âm dương kiếm để suy đoán huyền cơ bên trong sương mù hư không đáng tiếc là chẳng thu hoạch được gì sáng sớm ngày hôm nay bắt đầu có dị tượng xuất hiện núi bất chu bắt đầu rung động dẫn đến mặt đất cũng bắt đầu rung theo núi bất chu là xương sống của quy khư nó rung động thì cả hồng hoang quy khư đều có thể cảm nhận được địa chấn. Vạn tộc kinh sợ, hốt hoảng lo lắng nhìn về phía núi Bất Chu. Năm đó, thủy thần cung công phẫn nộ đâm vào núi Bất Chu, dẫn phát đại hồng thủy diệt thế, lần này núi Bất Chu lại xuất hiện dị biến lần nữa, không biết lại dẫn đến hạo kiếp gì cho chúng sinh ở hồng hoang quy khư. Đến buổi trưa, núi Bất Chu rung động càng kịch liệt hơn, sương mù hư không trên đỉnh núi bắt đầu xuất hiện tia lửa, tia lửa đến từ bản thể của Phượng Hoàng. Thế lửa ngày càng lớn, theo sau tiếng kêu kinh động chín tầng mây của Phượng Hoàng, một đoàn lửa cháy rực hồng phá sương mù hư không xuất hiện, hóa thành một đoàn ánh sáng bắn nhanh hướng về phía chúng tôi. Ngọn lửa rơi xuống đầu chiếc bè gỗ, không thiêu đốt mà chỉ hóa thành hình người, chính là thiếu nữ Nguyên Phượng. Cô ấy hiện tại trông còn nhỏ hơn mấy tuổi so với trước khi dục hỏa trùng sinh, lúc trước vẫn còn là thiếu nữ, hiện tại lại biến thành một đứa bé gái khoảng 7, 8 tuổi. Vẫn mặc bộ váy đỏ, khuôn mặt trắng như tuyết, khóe miệng còn vương máu đôi mắt lớn ảm đạm mơ hồ ẩn chứa sự đau khổ không thể ngờ đến thiếu nữ nguyên phượng cường đại vô song lại có thể bị thương nghiêm trọng đến như vậy nhìn cô ấy nỗ lực cố gắng đứng vững lòng tôi không nhẫn tâm chuẩn bị lập tức tiến lên đỡ cô ấy không chỉ tôi nghĩ như vậy tạ lưu vân và mộ dung nguyên duệ cũng đồng thời vươn tay về phía thiếu nữ nguyên phượng hiện tại thiếu nữ nguyên phượng đang cần sự giúp đỡ người nào duỗi tay ra giúp đỡ cũng đồng nghĩa với việc kết được mối thiện duyên với cô ấy một khi cô ấy khôi phục vết thương có cô ấy làm chỗ dựa chẳng phải ở quy khư hồng hoang liền có thể muốn gì được nấy sao. Đối mặt với ba cánh tay đồng thời vươn tới, thiếu nữ Nguyên Phượng cau mày dò xét ba người chúng tôi. Tiểu muội muội, ta là tạ lưu vân của nhân đạo, nhân đạo chúng ta tuyệt đối có thể chữa khỏi vết thương trên người em. Tạ lưu vân cười tươi đến lộ cả hàm răng ra, ngữ khí dịu dàng đến mức khiến người ta nổi cả da gà. Tiểu muội muội, thiếu nữ Nguyên Phượng lạnh lùng chừng hắn một cái, nhìn đến mức khiến tạ lưu vân đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Nguyên Phượng tiền bối, Tiên đạo bằng lòng dâng lên 20 cây Long Tiên thảo giúp cô chữa thương. Mộ Dung Nguyên duệ ngược lại không nịnh nọt như Tạ Lưu Vân, không kiêu ngạo không nịnh nọt mà nói. Vừa nghe đến ba chữ Long Tiên thảo, mắt thiếu nữ Nguyên Phượng liền lóe sáng, vừa định kéo tay Mộ Dung Nguyên duệ nhưng lại chuyển hướng nhìn tôi nói, "Tiên đạo cho ta 20 cây Long Tiên thảo, mà đạo của ngươi chuẩn bị lấy gì để kết thiện duyên với ta?" Chương 605, uy quyền đế tuấn 1. Ma đạo gì cũng không có, tôi cạn lời để nói không biết nên trả lời cô ấy như thế nào đúng vào lúc này khương tuyết dương từ sau lưng tôi đi lên ma đạo không có cỏ long diên nhưng ma đạo ta vẫn có thể chữa lành vết thương cho người không chỉ vậy ma đạo còn có thể giúp các hạ báo thù khương tuyết dương nói giúp ta báo thù người biết kẻ thù của ta là ai sao nguyên phượng thiếu nữ mặt không biểu cảm hỏi ở quy khư ngoại trừ người gác cổng đế tuấn còn ai có thể đả thương nguyên phượng tổ sư cơ chứ ha ha người rất thông minh con ngẩn ra làm gì, mau kéo ta lên." Nguyên Phượng thiếu nữ đầu tiên là cười khúc khích, rồi lườm tôi một cái nói. Cô ấy có vẻ như là sức mạnh vô tận, nhưng trên thực tế, cả sinh cơ và thần niệm đều đã ở trạng thái cạn kiệt nghiêm trọng. Tôi vừa kéo cô ấy lên khỏi mặt đất thì mắt cô ấy đã nhắm lại và ngất đi. Tôi vội ôm cô ấy vào lòng. Thể trọng của Nguyên Phượng nhẹ như lông vũ, nhưng lại nóng không thể chịu nổi, ôm cô ấy giống như ôm một ngọn lửa đang cháy. Cô bé khoảng 7, 8 tuổi sau khi nhắm mắt hấp thụ hết thần niệm đã lộ ra bộ dáng của một thiếu nữ bất lực cặp mày nhíu chặt lại trong giấc ngủ vẫn chịu đựng nỗi đau đớn vô tận thấy thiếu nữ nguyên phượng được tôi ôm ở trong lòng tạ lưu vân thở dài vô hạn nói với ta tạ lan ta khuyên ngươi đến cuối cùng cũng không nên để cô ta gia nhập ma đạo tại sao tôi hỏi nếu như ma đạo các ngươi thu nhận cô ta ta khó mà bảo đảm sau khi thời đại mặt pháp kết thúc nhân đạo sẽ không ra tay chống lại ma đạo trừ khi các ngươi không ra khỏi quy khư Tạ Lưu Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, ha ha, chiến là được chứ gì, chẳng lẽ ma đạo lại sợ nhân đạo của ngươi à? Thùy Hòa cười lạnh nói, không chỉ có nhân đạo ta, tiên đạo cùng âm ti cũng sẽ không buông tha cho các ngươi. Tam tinh sát phá làng vốn có năng lực đảo ngược đại sự thiên hạ, các ngươi đã có tổ long ngạo phong, nếu như được nguyên phượng trợ giúp nữa, không ai có thể để cho ma đạo cứ thế mà tồn tại được, thiên đạo cũng sẽ không ngồi yên mà không quản. Những gì tạ Lưu Vân nói là sự thật, nếu nói rằng thiên đạo trước đây còn có chút khoan dung với ma đạo và muốn giữ ma đạo để tham gia vào bàn cờ, chỉ cần ma đạo thu nhận nguyên phượng, thiên đạo sẽ không nhân từ với ma đạo nữa, bởi vì điều này đã chạm đến điểm mấu chốt mà thiên đạo có thể chịu đựng. Chỉ dựa vào sức mạnh của mệnh bàn sát phá lang thì không thể đánh thắng được thiên đạo, điều này đã được chứng minh từ 3.000 năm trước bởi ma đạo tổ sư, phá quân hộ pháp thiên tôn và tham lang hộ pháp thiên tôn rồi. Năm đó, ma đạo thống trị tam giới, đảo kim ngao vạn tiên đến chiều, nhưng cuối cùng họ vẫn thất bại. Ma đạo tổ sư chiến tử ở vực trà hồn, phá quân mất ở sông vong xuyên, Tham Lang thì cùng với Đảo Kim ngao chìm xuống, từ đó trên nhân gian không còn ma đạo. Nguyên do là vì sát phá Lang chỉ kiểm soát sức mạnh của mệnh bàn, nhưng không có sức mạnh trợ giúp bên ngoài của thiên địa. Vào buổi sơ khai của nhân gian, công sức của Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân là không thể thiếu, họ cũng là sức mạnh trợ giúp từ bên ngoài được thiên địa nuôi dưỡng. Hiện giờ ma đạo đã có Tổ Long ngạo phong nếu Nguyên Phượng gia nhập ma đạo nữa, còn có cơ hội tìm được huyết mạch truyền thừa của Thủy Kỳ Lân, như vậy thì ma đạo đã đủ tư cách để đối địch với thiên đạo. Đến lúc đó, trong ngoài một thể, trừ khi bổn tôn thiên đạo tự tay giết người, bằng không thì ở nhân gian có hôm mưa gọi gió đến thế nào đi nữa cũng không thể lay động căn cơ của ma đạo được. Nghĩ đến đây, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao ma đạo tổ sư để lại một bia thất sát ở thiên trì của núi Trường Bạch, và tại sao ông ấy lại khắc chữ ở quy khư để nhắc nhở các thế hệ sau. Đây đều là những việc ông ấy dày công lên kế hoạch, giúp cho Ma đạo có được sự trợ giúp từ bên ngoài, đủ để Ma đạo tồn tại mãi mãi. Để Ma đạo nhảy ra khỏi bàn cờ vận mệnh, không phải làm tốt thì nữa. Tạ Lưu Vân, nếu như Nguyên Phượng là cơ duyên Ma đạo tổ sư lưu lại cho bọn ta, thì ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ cô ấy. Tôi nói, sẽ chết đấy, Tạ Lan, quả thực là sẽ chết đấy.